Chương 81 Mảnh nhân đúng là ta chính mình. Nam nhân phải hiểu được phối hợp nữ nhân. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vào ở nhà mới ngày thứ hai, ôn Nguyên nên khách tới. Đầu tiên là nhất danh phó tế đưa tới thiệp mời, chỉ đơn giản lấy trung văn viết gia tộc tế điển, phía dưới là địa điểm cùng thời gian. Nhưng nhất làm cho ôn nguyên tại ý không là này đó, mà là dưới góc phải trung văn ký tên. Roman Ông Nguyên ngẩng đầu hỏi Phó Tế. Roman. Phó Tế tươi cười bình thản. Là giáo chủ tên. Ông Nguyên ngón tay hơi hơi vuốt ve kia trương thiệp mời, nói là thiệp mời, kỳ thật cùng danh thiếp không sai biệt lắm đại. Màu đỏ sậm, in hoa bách hợp ám văn. Nàng gật gật đầu. Ta biết. Phó Tế quay người rời đi, không bao lâu, con thỏ nữ sĩ lại phủng cái hộp lớn đứng tại cửa bên ngoài. Ông Nguyên nhíu mày, Dian Kari thanh âm thấu qua con thỏ nữ sĩ truyền ra, giải thích. Gia tộc tế điển yêu cầu xuyên truyền thống phục sức. Ông Nguyên nghiêng đầu một chút, trả lời. Ta nhất định phải suy ngươi đưa sao? Không. Dian Kari thanh âm nhất quán nho nhã lễ độ. Cái này là một phần lễ vật. Dừng một chút, nàng nói. Ông tiểu thư, chúc mừng ngươi, thành vì kim đảo sang hô bên trên cao quý gia tộc bên trong một viên. Tại tự do quốc gia lớn lên ôn nguyên kỳ thật đối quý tộc cái gì hoàn toàn không có hứng thú nhưng còn là lừa gạt trả lời. Cảm ơn. Muốn nói đến đây cũng còn tính bình thường. Rốt cuộc Cari nhà là cái thứ nhất đối nàng lấy lòng còn đã từng vì đại mất điện hướng nàng cảnh báo nhưng sau tới sự tình liền làm mấy người tương đương bó tay rồi. Mấy cái người xem đại sảnh mặt đất bên trên đủ mọi màu sắc ngổn ngang lộn xộn hoa mỹ váy lâm vào trầm tư thời tình xuyên áo ngực quần đùi, tóc lỏng lẻo trát thành cái đoàn tử, sờ sờ hoa lệ váy bãi, nhíu mày. Mỗi một điều làm công đều tương đương không sai, có giá trị không nhỏ. Ngươi xem kia điều, nàng xa xa chỉ chỉ, màu lam váy như là tinh quang bày ra, nguyên bộ lam bảo thạch đồ trang sức chỉnh tề bày biện tại mặt bên trên, phản phất giống như một vũng nước biển. Trọng công tay theo, ít nhất phải ba tháng mới có thể hoàn thành. Thời tình chấn kinh bọn họ sẽ không phải vơ vét này đó quần áo, suốt đêm đổi thành ngươi số đo đi. Không hoàn toàn là. Chuyên nghiệp tác phẩm nghệ thuật giám định sư trì điện sờ sờ khắc một cái hắc kim phối màu xinh đẹp váy. Cái này liền có năm tháng, như là trân tàn đồ cổ. Thời tình liếu lưỡi, này không phải đem gia truyền bảo lấy ra tới sửa đi. Cái này cũng ra tay quá lớn. Thẩm tuần cười nhạo. Này vị nhưng là giáo chủ đều thiên vị người, một điều váy mà thôi cùng gia tộc tương lai so với tới có cái gì quan trọng nhưng này thời tình khó khăn mở miệng không sai biệt lắm sở hữu gia tộc đều đưa tới lễ phục váy nhưng ôn nguyên chỉ có một cái còn lại không phải bạch đưa ngươi cho rằng sợ bạch đưa bọn họ liền không đi đánh cược sao thẩm tuần buồn cười xem nàng chỉ cần khen thưởng đủ phong phú coi như phần thắng lại thấp cũng sẽ có người đặt cược hơn nữa không chỉ riêng này dạng. Hắn như có điều suy nghĩ, theo mặt đất bên trên nhặt lên một cái một điêu mặt nạ, đặt tại chính mình trước mặt, thanh âm lập tức khó chịu lên tới. "Ta đoán này đó lễ phục đều là thành đôi, ngươi đến hiện trường làm không tốt các nhà tiểu thiếu gia đều mặc cùng màu hệ lễ phục chờ ngươi." Ông Nguyên lắc đầu bật cười. "Ta một cái khách qua đường, thật không cần phải như vậy đại thủ bút. Trừ quần áo, còn muốn đáp thượng nhà mình nhi tử?" này không đến mức đi. Vậy ngươi chuẩn bị chọn cái nào? Thời tình tò mò nhất lên một đôi xinh đẹp dày cao gót nhìn xem. Này, lại là khảm kim cương. Hiện tại thiết kế sư thái không sáng ý, hết thảy vô não khảm kim cương tăng lên giá trị. Ông Nguyên qua loa quét liếc mắt một cái, hai tay khoanh gối ở sau óc, nhàn nhàn trả lời. Cái nào đều không tuyển, không có ta yêu thích. Thời tình ngón tay khẽ động, khi đôi giá trị hơn 1.000 vạn thông dùng tệ dày cao góp liền lạc tại địa thảm bên trên. Nàng chép miệng, làm ra cái rất giàu da nữ ghét bỏ biểu tình. Ok, còn có 3 ngày, lại định một điều cũng được. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng? Thời tình tại điện thoại bên trên trạc mấy lần. Theo ta được biết, toàn cầu thiết kế sư bản xếp hạng bên trên 3 vị trước cũng không quá có không. Nhưng cấp cấp 3 giá tiền, hẳn là cũng sẽ đến ôn nguyên lại cười cười, nhìn hướng trì điện. Đai lần, ngươi có rảnh không? Thư phòng bên trong, bị lâm thời bổ nhiệm trì điện một mặt bất đắc dĩ, kéo thước dây. Ta cũng sẽ không thiết kế trang phục. Ôn nguyên thờ ơ gian hai cánh tay, ra hiệu hắn tới lượng kích thước. Không quan hệ, họa cái bản thảo liền hảo. Liền đem nghĩ muốn cái gì cảm giác viết ra tới, thiết kế sư sẽ chính mình xứng đôi mặt liệu. Trì điện xem ôn nguyên, chỉ có thể bao dung nàng đột nhiên tùy hứng. Hắn hôm nay mặc là một cái áo sơ mi trắng, tay áo vén đến cánh tay bên trên, có chút lúng cúng tay chân một bên kéo thước dây một bên nửa ngồi tại bàn làm việc bên trên. Thước dây có chút dài, một đầu ngay lúc sắp rơi tại mặt đất bên trên. Hắn vội hướng về thượng chụp tới, tựa như tại chơi thể dục nhịp điệu giải lụa màu tựa như. Nhưng hai chỉ tay đều đã chiếm được, hắn xem quang lên thước dây một đầu, không biết như thế nào đầu óc co lại một ngụm điêu trụ. Ôn Nguyên, phốc xùy, cười ra thanh, xem trì điện cầm loạn thành một đoàn thước dây, miệng bên trong còn ngậm thước dây một mặt, như là bị tuyến đoàn cuốn lấy đại cẩu, một mặt bất đắc dĩ. Nàng đi lên trước, theo hắn tay bên trong nhặt lên bên kia, tại tiểu cái hộp vuông bên trên ấn xuống một cái. Này dạng liền có thể thu hồi tới. Vừa mới nói xong, chỉ thấy trì điện tay bên trên thước dây cấp tốc rút lại, trực tiếp đem hắn hai tay trói lên. Trì điện. Ông Nguyên quả thực muốn bị hắn mặt bên trên không tiếng động khiển trách chết cười. Nàng gục đầu xuống, giúp hắn giải sợi dây. Trì điện rủ xuống mắt, xem gần trong gan tất nữ nhân. Hắn đầu bên trong vẫn luôn không cách nào vung đi hôm qua xem đến kia cái nam nhân. Kia liền là. Đinh Lộc. Tại nàng yêu cầu trợ giúp lúc, cái thứ nhất nhớ tới cầu viện người. Là hắn tại ngắn ngủi mười mấy giờ liền đem thẩm tuần đưa tới, còn tại biết được nàng ra sau đó vượt qua đại dương đi tới bên người nàng hắn xem đến kia cái người cao lớn anh tuấn lạnh lùng cao cao tại thượng một bắt đầu biết này cái tên lúc hắn là không phục có thể thấy này cái người sau hắn cũng không thể không thừa nhận chỉ có này dạng người mới có tư cách đứng tại bên người nàng kia là ngưng kết lão tiền gia tộc mấy đời lắng động giơ tay nhất chân chi gian quý khí tràn đầy chân chính cao lãnh chi hoa mà hắn chỉ là sợi cỏ xuất thân bình dân tiểu tử mà thôi ôn nguyên đem hắn tay cởi bỏ ngẩng đầu một cái đối diện thượng trì điện thâm trầm đôi mắt nàng hỏi suy nghĩ cái gì đâu vì cái gì là ta trì điện yên lặng xem kia đôi cùng chính mình tám thành tương tự đôi mắt vì cái gì muốn ta cấp ngươi thiết kế ôn nguyên bị hắn hỏi được có chút không hiểu ra sao đương nhiên a à chỉ có ngươi mới biết được ta nghĩ muốn cái gì nàng khẽ cười cười phản phất nghe được cái gì ngốc vấn đề nhất hiểu ta không là ngươi sao bởi vì ngươi liền là ta a à. Ông nguyên thần thái tự nhiên nói xong câu đó đã thấy trì điện mắt bên trong hiện lên một đạo kinh người ánh sáng như là thiểm điện xé mở mây đen cũng giống là sương mù bên trong đột nhiên hiện hải đăng khói mù tán đi trì điện mắt bên trong lộ ra sáng tỏ tinh quang ngươi nói đúng. Hắn không cái gì hảo tự ti, bởi vì hắn chính là nàng. Xem nhẹ chính mình, liền là đối với nàng xem thường. Ông Nguyên có chút sững sờ, một giây sau, sau lưng bỗng nhiên bị cái gì đồ vật ghiềm chặt, đem nàng mang đắt hướng phía trước khẽ dựa, bận biểu đưa tay chống đỡ trì điện ngực. Dưới bàn tay thân thể trẻ tuổi căng đầy, kính gầy cơ bắp tràn ngập lực lượng cảm. Trống trải thư phòng bên trong, dáng người cao dài nam nhân ngồi dựa vào bàn làm việc bên trên. Hắn tư thái buông lỏng, hơi hơi sau ngưỡng, chân dài dẫm tại mặt đất bên trên. Cánh tay hơi hơi mở ra, thước dây tại đầu ngón tay quấn quanh, có loại không hiểu sắc khí. Tinh tế kiều tiểu nữ nhân thân thể nghiêng về phía trước, toàn thân trọng lượng đều lạc tại hắn ngực phía trước, chính ngẩng đầu nhìn hắn. Thước dây theo nàng phía sau vòng qua tới, đem nàng áp tại hắn ngực bên trong nhìn lên tới tựa như là một cái ôm nảy sinh hình thái, trì điện rủ xuống mắt thấy ôm nguyên, mắt bên trong đầy là ý cười. Đắt nhanh lên bắt đầu. Ôm nguyên ngưng thần xem hắn, đột nhiên cảm giác được hắn hảo giống như chỗ nào không đồng dạng. Ngạnh muốn nói, là loại như trút được gánh nặng giãn ra. Nếu như nói phía trước trì điện như là theo hải dương chỗ sâu hiện ra biển chi tử, hiện tại hắn liền biến thành mặt biển bên trên sương đêm, càng thêm viễn chuyển nhẹ nhàng, cũng càng thêm tự do không có trói buộc ôn nguyên công mở mắt hảo ba ngày sau buổi tối a thịnh lái xe đem ôn nguyên đưa đến thiệp mời bên trên địa điểm a thịnh xuống xe vì ôn nguyên mở cửa xe ông tiểu thư ta chờ ngươi ở ngoài ôn nguyên gật gật đầu theo bên người cầm lấy nửa mặt mặt nạ đeo lên nàng phát hiện mặt nạ là kim đảo sang hô bên trên một loại nào đó văn hóa đồ đằng Bất luận là bên đường cửa hàng nhỏ, còn là hồi trước khánh điển, khắp nơi đều có mặt nạ cái bóng. Lúc trước đi ăn Akari lần thứ nhất mời nàng lúc, còn đặc biệt nhắc nhở muốn nàng mang mặt nạ. Mà giáo chủ thiệp mời sau lưng cũng in mặt nạ, cho nên ôn nguyên tiện tay tại bên đường mua một cái. Nửa bên mặt trời nửa bên mặt trăng, tự hồ là một loại nào đó tự nhiên sùng bái. Quả nhiên, người hầu cửa cũng đều mang mặt nạ nhìn thấy nàng đến đây lập tức cung kính kéo ra đại môn. Ông Nguyên vừa tiến đến, sở hữu người đều tĩnh lặng. Không thể không nói, nàng thực sự là thực chói mắt. Không nói kia đầu quả vũ bàn tóc đen, nàng linh lung tư thái cùng ngọc sứ bàn không tì vết da thịt đã cướp đoạt đám người ánh mắt. Rốt cuộc, mỗi người bọn họ đều đã từng xem này làm cho người mơ màng thân thể bọc lấy một thân huyết tinh, mang địa ngục sứ giả bàn sát khí đi tới. Coi như là mang theo mặt nạ, nhưng mỗi cái người đều nháy mắt bên trong nhận ra nàng. Có người nhìn chầm chầm kia thân phức tạp xinh đẹp ám lễ phục màu tím, xì xào bàn tán. Nàng mặc chính là ngươi gia lễ phục sao? Không là. Chúng ta gia đưa là màu lam. Bị hỏi người nhất phái tiếc núi. Đáng tiếc, Adrian còn đỉnh chờ mong, buổi chiều chỉ là tuyển đeo sức liền tuyển 3 giờ. Mụ mụ. Xấu hổ thanh âm vang lên, lễ phục màu xanh lam tóc vàng thanh niên trừng ôn nguyên liếc mắt một cái quay người nhanh chân chạy trốn còn lại mấy cái thanh niên cũng tản ra ôn nguyên xem bọn họ trên người quen thuộc phối màu khóe miệng thẳng trừ hảo gia hỏa còn thật làm cho thẩm tuần nói bên trong như quả xuyên qua những cái đó gia tộc bên trong kia bộ quần áo kia liền bị ép cùng đối phương gia tộc cái nào đó thiếu gia thành tình lữ trang ôn nguyên như không có việc gì xuyên qua đại sảnh đưa tay theo bàn bên trên cầm một ly sâm ban. Bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo tiếc núi thanh âm. Ngươi không có xuyên ta đưa cho ngươi lễ phục. Ngẩng đầu nhìn đến quen thuộc con thỏ nửa mặt mặt nạ, ôn nguyên dừng một chút, lập tức nhấp khẩu sâm ban. Sớm biết ngươi không có huynh đệ, ta hẳn là tuyển ngươi. Đi an bật cười, động tác ưu nhã nâng chén. Lão gia hỏa nhóm có hy vọng đợi, cho dù biết ngươi đem sẽ rời đi, cũng làm cho nhà mình nhi tử ăn mặc trang điểm lộng lẫy, ý đồ dùng, quan hệ thông gia, quan hệ lôi kéo ngươi. Ông Nguyên này lần đảo không lại bắt nàng mặt mũi, nhẹ nhàng cùng nàng chạm cốc. Hai cái mỹ lệ nữ nhân tại ghế sofa bên trên ngồi xuống, xem đại sảnh bên trong người đến người đi. Ông Nguyên nhàn nhạt hỏi. Đơn giản là ta thu hoạch được giáo chủ lọc mắt xanh. Nàng cảm thấy chính mình thái độ đã rất rõ ràng. Trọng tài sẽ lúc, nàng kia cái hôn, mặc dù là phát ra từ nội tâm nhưng cũng có phòng ngừa hiện tại này tình huống ý đồ thật không nghĩ đến thế mà này dạng cũng còn có người nhào lên đi an quay đầu nhìn hướng nàng con thỏ sau mặt nạ đôi mắt có loại thấy rõ hết thảy trầm tĩnh dù vậy bọn họ cũng sẽ ôm lấy huyễn tưởng rốt cuộc ngươi biết chủ giáo đại nhân là không có khả năng kết hôn còn lại nửa câu nàng không nói ra miệng chỉ là nam nhân mà thôi thêm một cái ít một cái tự hồ cũng không có gì khác biệt. Ôn Nguyên mấp máy môi, không nói chuyện. Nhưng một giây sau, sảnh bên trong liền truyền đến nho nhỏ kinh hô. Khi là chủ giáo đại nhân. Chủ giáo đại nhân như thế nào? Không đổi lễ phục. Xuyên áo bào đen liền đến. Một đám người nghị luận ầm ĩ mấy giây, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Bọn họ ánh mắt quỷ dị đồng loạt nhìn hướng ôn nguyên ám lễ phục màu tím, lại đồng loạt xem giáo chủ khảm ám tử sắc một bên, đinh cùng màu cúc áo áo bào đen. Không, không là bọn họ nghĩ như vậy đi. Tác giả có lời muốn nói. Trì điện. Hảo A, xuyên ta thiết kế quần áo cùng người khác đáp tình lữ trang là đi, khí cười, cảm tạ tại 2021. 08, 31, 22, 32, 23, 2021, 09, 01, 14, 57, 33 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ A cảm tạ tưới tiêu dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mực đồng 12 bình, cá khô nanaco 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 82 Chủ nhân đúng là ta chính mình nam nhân thuận theo là đệ nhất vị bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com nói là tế điển kỳ thật liền là cái tiệc tối thêm vũ hội nếu không đại gia cũng không sẽ bởi vì giáo chủ không mặc lễ phục mà giật mình đi tới này cái thế giới sau thượng lưu xã hội xã giao thực sự là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen nhưng đương giáo chủ đứng tại viện bên trong đứng tại dựng lên trên bồn hoa mang đám người tế tự này phiến thổ địa bên trên tổ tiên anh linh lúc ôn nguyên vẫn là không nhịn được ra thần tế đại bên trên cắm bó đuốc gió đêm phần phật gợi lên giáo chủ áo bào đen cùng ám tử sắc eo lụa hắn màu đen tóc quăng cũng bị gió lay động ánh lửa tại hắn mặt bên trên rơi xuống dày đặc quang ảnh cường tráng cao lớn thân thể như là sừng sững thánh sơn kia đôi thâm trầm hai mắt hơi khép nồng đậm dài tiệp không có một tia nữ khí điêu khắc bình thường hình dáng tựa như thần miếu bên trong tượng thánh hết lần này tới lần khác cực trọng lớn bả vai chống áo bào đen lượt khẩn, phát họa ra hắn chập trùng cường tráng cơ bắp. Cực hạn gợi cảm cùng giống được hóc môn cùng cực hạn thần thánh đang vào một chỗ, quan ảnh tại hắn mặt bên trên nhảy nhót, có loại khó mà diễn tả bằng lời nặng nề cảm giác. Phản phất tại vượt qua ngàn năm, thấu quá hạn gian các sông xem thượng cổ truyền thuyết bên trong thần chỉ. Đó là một loại chấn động mỹ cảm, siêu việt hết thảy thế tục tràn buộc, làm người không nhịn được muốn cúng bái. Cũng liền là này loại chấn động, thúc đẩy vũ hội bắt đầu nháy mắt bên trong, tại sở hữu người đều nhìn chầm chầm thời điểm, ôn nguyên đi đến giáo chủ trước mặt, hướng hắn duỗi ra tay. Hắn xem nàng, nhất hướng bình tĩnh màu đậm đôi mắt bên trong hiếm thấy thiểm quá một mặt bất đắc dĩ. Đám người yên lặng xem hai người trượt vào đại sảnh trung ương nhảy múa, nhìn trời. Nói như thế nào đây? Dự kiến bên ngoài sao? Không, một loại nào đó trình độ thường cũng là dự kiến bên trong hai cái nhìn lên tới phá lệ tương xứng người ôm nhau tại cùng một chỗ ôm nguyên tay khoác lên nam nhân chắc nịch vai bên trên cười khẽ chỉ có ngươi không đưa ta lễ phục giáo chủ dùng thế giới thượng nhất nghe tốt giọng thấp trả lời nghe nói ngươi làm người thiết kế ám lễ phục màu tím cho nên ta xuyên qua này cái hắn vốn dĩ liền tính toán án nàng lễ phục lựa chọn chính mình quần áo không hổ là kim sang hô tuyệt đối cầm quyền người tin tức quả nhiên thực linh thông ôn nguyên không nhịn được cười giáo hội tình báo tài nguyên thế mà đều dùng tại ta trên người ta là giáo chủ hắn chững chạc đàng hoàng ôn nguyên xem này cái lấy việc công làm việc tư gia hỏa nhìn vào hắn thâm thúy hai mắt giáo chủ lại thở dài này giảng nhất tới ngươi thì tương đương với cùng ta cột vào cùng một chỗ triệt để đoạn cùng các gia tộc thành lập thân mật quan hệ khả năng. Gia tộc chi gian quan hệ rắc rối phức tạp, không có cái nào gia tộc là triệt để độc lập. Ông Nguyên lại thờ ơ nghiêng nghiêng đầu. Cũng hứa ta liền là cố ý ăn vạ, nghĩ muốn tại ngươi trên người đánh xuống ta lạc ấn đâu. Nàng mặt mày cong lên. Ca ngợi thần minh. Một bên ghế sofa một bên, trung niên phụ nhân xem hai người thân ảnh, sách một tiếng. Thật là rất lớn mật, thế mà ý đồ nhúng chàm chủ giáo đại nhân sao? Nhúng chàm. Bên người nàng đi an cười khẽ. Ngươi tử tế nhìn nàng sau đầu mang là cái gì? Ông Nguyên tóc ngắn quyển ra đường cong, lồng ở sau óc cố định. Trung niên phụ nhân nhíu mày xem một hồi nhi, mới ngạc nhiên mở to mắt. Kia là. Đỏ tươi hoa bách hợp tại ánh đèn phía dưới lấp lóe như là máu, lại giống là ngọn lửa. Hoa bách hợp là thánh hoa, tại giáo điển bên trong là thần minh hóa thân mà màu đỏ bách hợp thì là chỉ có chủ giáo trở lên mới có thể lấy đeo hình dáng trang sức mà kia viên biểu tượng giáo chủ huyết toản bách hợp thế mà đừng tại đây danh tân quý đầu bên trên trung niên phụ nhân chấn kinh bọn họ đi an nhún vai ngươi sẽ không muốn lẫn vào này sự nhi đi trung niên phụ nhân ngậm miệng nàng điên rồi mới có thể lẫn vào giáo chủ sự tình không một loại nào đó trình độ đi lên nói kia nữ nhân cũng là cái tên điên mặc kệ là phương nào đều không ai nghĩ muốn trêu chọc nhưng dù sao cũng là thủ cựu lão quý tộc nàng gian nan mở miệng nhưng là nàng thậm chí cũng không tính là là tín đồ Khi là cái phía đông nữ nhân các nàng quốc gia cũng không thờ phượng thần minh quan trọng sao đi an biểu môi hơn nữa liền là bởi vì nàng không là tín đồ mới dám như vậy trắng trợn đi nàng ngưng thần xem trong sàn nhảy ôn nguyên nói nàng phản nghịch đi nhưng còn ngoan ngoãn phối hợp giáo hội quy củ rõ ràng ít ngày nữa liền muốn rời khỏi còn đặc biệt mua cái phòng ở tự lập môn hộ làm chính mình cũng trở thành gia tộc hợp lý hóa giáo hội trọng tài nói nàng thành kính đi lại không chút nào che giấu cùng giáo chủ chi gian thân cận càng quỷ dị là giáo chủ tự hồ đối với này cũng không cái gì ý kiến bộ dáng tại tràng các đại gia tộc theo tộc trưởng đến thiếu gia nhóm một điểm tính tình cũng không có phai vô luận là dung mạo còn là quyền thế chỉnh cái đảo bên trên ai có thể hơn được chủ giáo đại nhân một khúc kết thúc giáo chủ ngóng nhìn nàng trong suốt đáy mắt ngươi muốn đi không là nghi vấn mà là trần thuật ôn nguyên tươi cười không thay đổi nhẹ nhàng xoa lên hắn mặt ta còn có chuyện muốn làm bất quá rất nhanh ta sẽ trở về Nàng bám vào hắn bên tai nhẹ nói, "Ta không là thần minh tín đồ, ngươi biết ta tin tưởng là ai." Nàng chậm rãi thối lui, lại không buông ra hắn tay, giáo chủ đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh xem nàng. Hai cái người giao ác tay thẳng đến một khắc cuối cùng mới buông ra, Ôn Nguyên đối hắn cười cười, một đôi màu sáng con mắt tại sau mặt nạ lập lòe phát sáng. Lập tức, nàng quay người biến mất tại bóng đêm bên trong ôn nguyên suốt đêm leo lên xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ Mỹ mộng hoa viên hào, rời đi kim sang hô đảo. Rời đi này tòa xinh đẹp nhiệt liệt hòn đảo lúc, nàng trong lòng lóe lên nhàn nhạt không bỏ. Ôn nguyên đứng tại cửa sổ sát đất phía trước, đập vào mắt là đen nhánh nước biển, lấy cùng đèn đuốc sáng trưng bông tàu. Cự đại bể bơi đáy chăn bộ ánh đèn chiếu thành sáng long lanh thiển lam bảo thạch, tại bóng đêm bên trong phát ra ánh sáng nam nam nữ nữ xuyên nóng bỏng đồ tắm vui cười đùa giỡn, các người hầu lui tới xuyên qua, vì khách quý nhóm đưa đi rượu ngon. Bể bơi phía trước, là cơ hồ 24 giờ không gián đoạn biểu diễn. Nhiệt vũ, dàn nhạc, ma thuật, nhạc cổ điển diễn tấu, không kịp nhìn. Không tính huyên náo, bởi vì này là thuộc về vip tầng giải trí sân bãi. Mà ôn nguyên, liền ở tại vip bên trong tầng cao nhất hoàng gia xa hoa trong khoang thuyền, có thể quan sát chỉnh cái cự luân nàng phía sau, liền là trọn vẹn 300 mét vuông đỉnh cấp xa hoa gian phòng, xem này ngợp trong vàng son mê ly cảnh đêm. Ôn Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, phòng bên trong tuyến điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nàng cầm lấy mạ vàng điện thoại ống nghe, bên trong truyền đến thời tình thanh âm. Tiểu Nguyên Tiểu Nguyên, đi xuống ăn ăn khuya không? Này gia hỏa, như thế nào tổng là như vậy tràn ngập sức sống? Ông Nguyên bất đắc dĩ. Yến hội thượng ăn xong, các ngươi đi thôi, ta hơi mệt. Thời tình ngữ khí không tình nguyện. Hảo, đi. Ngày mai ta tới tìm ngươi. Ôn Nguyên bật cười, đại gia trụ cửa đối diện, trực tiếp tới gõ cửa liền Hảo, còn gọi điện thoại. Cúp điện thoại, nàng đưa tay đóng lại cự bồn tắm lớn long đầu, bỏ đi trên người quần áo, chậm rãi bước vào bồn tắm. Hoàng Mỹ thân hình không vào nước bên trong, xoa bóp bồn tắm lớn bên trong sóng nước chấn động, nhan sắc mộng ảo bọt biển lơ lửng tại mặt nước. Ông Nguyên miễn cưỡng tựa tại bên bồn tắm duyên, đem đầu tóc cởi bỏ, vuốt vuốt kia mai nho nhỏ hồng bách hợp, hơi hơi thất thần. Xưởng đóng tàu kỳ thật còn không có trùng kiến hoàn tất, nhưng nhà máy lớn thân thể đã khôi phục, cũng không cần nàng vẫn luôn nhìn chăm chăm. Hảo tại người mua cũng không nóng nảy, nàng nghĩ dứt khoát bắt thượng mân côi quốc, đi xem một chút theo hàng tống tay bên trong đào tới tàu biển chở khách chạy định kỳ công ty thời tình nhà bên trong sự vụ nhất khiếu bất thông sống phóng túng ngược lại là tại hành nàng lập tức biểu thị đúng lúc này hai ngày có thế giới đỉnh cấp xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ đi qua kim sang hô hướng ôn nguyên mục đích đi qua một đường thượng sáu ngày bảy đêm bọn họ có thể hảo hảo chơi một chút vừa vặn ngươi đó cũng là tàu biển chở khách chạy định kỳ công ty vừa vặn tham khảo một chút thời tình như thế nói ôn nguyên đối tham khảo không cái gì hứng thú nàng liền muốn mau đem công ty này bán đi đổi tiền tại kim sang hô trì hoãn quá lâu nàng hiện tại cấp trở về hải thành chỉ có a thịnh vừa nghe đến chơi liền sợ hãi quân không thấy kim sang hô hành trình không hiểu diễn biến thành toàn vũ hành nhưng mọi người nhao nhao đồng ý hắn cũng không lời nói vốn dĩ đinh lộc đi thời điểm hẳn là đem hắn cũng mang về nhưng thiếu gia nghĩ nghĩ còn là làm hắn lưu tại này bảo hộ ôn nguyên vì thế này lần thời tình a thịnh ôn nguyên trì điện thẩm tuần năm cái người liền như vậy đăng thuyền trừ này lần không mang vệ sĩ nói đạo lý lúc sau lữ trình hẳn là sẽ không như vậy dọa người lại nói binh vương ôn nguyên cảm thấy vệ sĩ này đồ chơi đối nàng ý nghĩa không lớn lại nói còn không có cái độc dược tiểu vương tử thẩm tuần ở đó không kim sang hô này đoạn nhật tử mặc dù cũng nho nhỏ, nhỏ độ cái giả nhưng cho tới giờ khắc này ôn nguyên mới hoàn toàn trầm tĩnh lại nàng ghé vào bên bồn tắm duyên, nghe âm nhạc xem ngoài cửa sổ cảnh đêm. Cũng có lẽ là chính tại xuất thần duyên cớ, nàng không có ngay lập tức nghe được phía sau gõ cửa thanh. Chờ xuyên áo đuôi tôn trẻ tuổi chấp sự đi vào phòng lúc, xem đến liền là giàu hải tinh không hạ, cửa sổ sát đất phía trước, trắng nõn xinh đẹp lưng che lại lóng lánh đầm nước bại lộ tại không khí bên trong. Nữ nhân hơi hơi quay đầu, tuyệt mỹ bên cạnh mặt tương giả dạ sắc ngăn cách. Nàng đôi mắt lãnh đạm quan tới, có loại bể nghệ khí thế. Chấp sự vì nàng khí thế chấn nhiếp, có nháy mắt bên trong chinh lăng. Lập tức hắn cung kính xoay người hành lễ. Ngài hảo, ta tiểu thư. Ngài đến làm mỹ mộng hoa viên hào bồng tất sinh huy. Rõ ràng là tóc đỏ da trắng người, nhưng hắn một ngụm rõ ràng tiếng hán, thành ngữ cũng dùng đến thực địa đạo. Ông Nguyên chưa phát giác lại đối tàu biển chở khách chạy định kỳ phục vụ nhiều một tầng tán thưởng, liền nghe hắn nói tiếp ta là ngài chuyên thuộc quản gia. Tại Mỹ mộng hoa viên hào bên trên thời gian, ta sẽ phụng dưỡng ngài, bảo hộ ngài, vì ngài cung cấp 24 giờ toàn phương vị sát người phục vụ. Nói, hắn ngửa mặt lên, mặt bên trên là gãi đúng chỗ ngứa ý cười. Mời ngài thỏa thích phân phó. Ông Nguyên nghiêng mặt xem hắn. Hắn nhìn lên tới 25 tuổi không đến, dáng người thực hảo, eo nhỏ chân dài bình thẳng bả vai đem áo đuôi tôn chống rất xinh đẹp khí chất cũng ưu nhã nhã nhặn, mang kính cẩn thuận theo, thật giống là cái nào trăm năm quý tộc chấp sự. Khi đầu dễ thấy tóc đỏ chảy chỉnh chỉnh tề tề, một đôi mắt là thâm trầm rêu màu xanh lá. Tươi cười góc độ hoàng mỹ, kinh doanh biểu tình không có kẻ hở. Ông Nguyên quay người đối mặt hắn, bồn tắm lớn quá lớn, nàng cơ hồ là hướng hắn bơi tới. Theo động tác, nàng lồng ngực tại đầy đủ bọt biển hạ chập trùng. Quản gia ánh mắt chớp lên, nhưng biểu tình không thay đổi, hoàng mỹ giống là thành bảo tường bên trên quải bức tranh. Ông Nguyên này lần ghé vào bồn tắm lớn cách hắn gần nhất biên duyên, như là một chỉ bóng đêm bên trong nổi lên mặt nước nhân ngư. Nàng tóc ướt sủng, trên người cũng ướt sủng, tỏ ra ánh mắt cũng trở nên có chút ướt ác. Quản gia buông thỏng nhan sắc hơi nhạt lông mi xem nàng, thắt sâu mắt hai mí hoàng mỹ song song tại thượng mí mắt, tỏ ra ánh mắt tự mang một loại không hiểu thâm tình. Ông Nguyên cười cười để ngươi làm cái gì đều có thể sao? Tác giả có lời muốn nói. Ông Nguyên. Ta sẽ còn trở lại, sẽ ăn đến, xác thực tin. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 83 Lưu manh đúng là ta chính mình. Nam nhân phải học được diễn kịch. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Ông Nguyên này cái làm cái gì đều có thể, dĩ nhiên không phải đùa giỡn quản gia ý tứ chỉ là binh vương năng lực cường hóa sau nàng tinh lực cùng thể lực tựa hồ khôi phục được cực nhanh phao tắm rửa sau lại tinh thần gấp trăm lần nàng bây giờ tỉnh cả ngủ chỉ là bụng có chút đói sớm biết này dạng mới vừa rồi còn không bằng đáp ứng thời tình đi xuống ăn khuya đâu quản gia quả nhiên thực chuyên nghiệp nửa đêm canh ba mang theo nàng đi ăn cơm dung ta hướng ngài đề cử đáy biển khách sạn hai cái người nói chuyện ra cửa, ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy trì điện chính từ gian phòng cách vách ra tới. Hai bên hội hợp, đều là sững sờ. Ông Nguyên xuyên điều màu xanh đậm tơ chất váy dài, mà trì điện màu đen trên quần bò, xuyên cũng là ám áo sơ mi màu xanh lam. Này loại trùng hợp hai người đã không cảm thấy kinh ngạc, ông Nguyên đi lên trước. Đói. Trì điện gật đầu, tự nhiên cùng nàng sóng vai. Ông Nguyên hỏi, ngươi quản gia đâu? Làm hắn hạ đi nghỉ ngơi. Trì điện vừa đi vừa hỏi. Muốn đi kia ăn. Ba người ngồi ngắm cảnh thang máy xuống lầu, rất nhanh bên ngoài bóng đêm liền bị xanh thẳm nước biển thay thế. Lúc này đã là nửa đêm, nhưng đáy biển khách sạn vẫn như củ đèn đuốc sáng trưng. Tốt năm tốt ba khách cũ phân tán, đỉnh đầu lam biển tại ánh đèn chiếu rọi hạ doanh doanh lắc lư, còn có bầy cá xuyên qua. Ngay cả vách tường cũng là thủy tinh thật dày, thấy rõ bên ngoài lam ý phun trào. Người tự như đưa thân vào đáy biển chi thành Atlantis, không khí chấn động lại tươi đẹp. Ôn Nguyên cùng trì điện ở cạnh cửa sổ chỗ ngồi ngồi xuống, quản gia cung kính đứng tại ôn Nguyên phía sau. Ba người lập tức thu hoạch một chút hiếu kỳ ánh mắt. Mỹ Mộng Hoa Viên Hào là đỉnh cấp xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ, đón khách 8.500 người, trong đó chỉ có xa hoa khoang thuyền phối có quản gia trước mắt này hai cái bích nhân bàn trẻ tuổi nam nữ phía sau cũng mang một cái hiển nhiên thân phận bất phàm ôn nguyên đã thành thói quen này dạng nhìn chăm chú nàng tiếp nhận nhân viên tạp vụ menu lại không lật ra hơi hơi nghiêng đầu hỏi có cái gì đề cử sao quản gia đối mặt mọi người tầm mắt cũng không có chút nào khó chịu hắn mỉm cười hướng ôn nguyên giới thiệu còn tri kỹ dò hỏi nàng khẩu vị giúp ôn nguyên chọn xong sau hắn hơi hơi nghiêng đầu không có kẻ hở đối nàng mỉm cười yêu cầu ta vì ngài ca ca đề cử sao hắn hiểu lầm ôn nguyên cùng trì điện quan hệ này rất bình thường bọn họ hai cái thực sự rất giống mở ra lời nói khả năng không là thực hảo liên tưởng nhưng đứng chung một chỗ này loại kính bên trong cái bóng quen thuộc cảm giác đích xác sẽ mê hoặc rất nhiều người không cần ôn nguyên như không có việc gì đem menu đưa trở về người hầu tay bên trong cùng trì điện kết nối một chút ánh mắt liền dương mắt phân phó. Làm chủ bếp dựa theo vừa rồi phong cách, chuẩn bị một bộ hoàn toàn bất đồng đồ ăn. Người hầu sững sờ nửa giây, lập tức cúi người rời đi. Ông Nguyên quay đầu nhìn hướng quản gia. Vất vả, chúng ta nhận ra đường, ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi. Quản gia tươi cười không thay đổi, khẽ gật đầu. Hắn vừa mới muốn rời đi, bỗng nhiên trì điện ra thanh. Từ từ hắn chính nâng tránh ra dạ dày ly rượu đặt tại bên môi cái ly che khuất nhu nhuận môi tỏ ra kia đôi màu sáng đôi mắt mang một loại thông thấu lạnh lẽo hắn nói ta không là nàng ca ca quản gia ngẩng người lập tức lộ ra nhất quán mỉm cười xin lỗi tiên sinh hắn rời đi sau ông nguyên tựa tại thành ghế xem trì điện tinh tế ngón tay tại cái ly bên trên vuốt ve luôn cảm giác ngươi này mấy ngày trì điện tay hơi hơi dừng một chút lập tức như không có việc gì hỏi chán ghét ta này dạng ông nguyên bình tĩnh xem hắn đôi mắt trì điện mặt bên trên không hiện trong lòng lại không hiểu bắt đầu khẩn trương ông nguyên lại cười nhạt một tiếng vô luận như thế nào ta đều không sẽ chán ghét chính mình này câu nói như là cái thuốc an thần trì điện tâm hơi hơi buông xuống nhưng lại không thể xem xét nhíu mày lại nàng đối hắn thái độ bao dung lại thân cận. Nhưng đây rốt cuộc là bởi vì hắn rất giống nàng, còn là có những yếu tố khác tại. Ông Nguyên đối hắn đặc thù, có phải hay không đơn giản là tại hắn trên người xem đến chính mình. Vậy nếu như hắn không còn là hiện tại này dạng đâu. Ông Nguyên đương nhiên không biết nói trì điện này để tâm vào chuyện vụn vặt tâm tư, nàng buông lỏng xem bơi qua bơi lại bầy cá. Nàng nhàn nhạt mở miệng hảo hảo hưởng thụ tại thuyền bên trên thời gian đi. Đến Thứ Hồng bán đảo, phỏng đoán lại muốn dày vò. Thứ Hồng bán đảo là mân côi quốc lớn nhất hòn đảo, khách du lịch, nghề giải trí tương đương phát đạt, thế giới danh mua sắm thiên đường, thắng cảnh nghỉ mát, cũng là bọn họ này hành mục đích. Nó còn có cái biệt danh, xúc sắc thành. Này đương nhiên cùng nó phát đạt đánh bạc nghiệp có quan hệ, trên thực tế, mặc dù ba mặt toàn biển, nhưng nơi này 50 năm trước còn là cái xa ngút ngàn dặm không có người ở hoang vu khu vực. Nhưng ngắn ngủi thời gian 20 năm, nó liền trở thành hưởng dự thế giới quốc tế hóa thành phố lớn. Cùng coi trọng truyền thống kim sang hô đảo bất đồng, này bên trong phồn hoa, tràn ngập hiện đại khí tức. Đến buổi tối, mật mật ma ma nghe hồng cùng hình chiếu 3 dê thậm chí có loại cyberpunk tương lai cảm giác. Đồ ăn bắt đầu thượng, ông Nguyên động tác tự nhiên thiết một nửa lưu cho chính mình, sau đó đưa tay đoan khởi đĩa. Khi bên trì điện giống như thương lượng xong tựa như, cùng nàng đồng thời nâng lên đĩa. Hai cái người đều không ngẩn đầu, cực đoan ăn ý dùng tay phải đem đĩa trao đổi đến trước mặt đối phương. Này dạng liền có thể ăn đến hai món ăn, còn sẽ không lãng phí. Một bên người hầu đều xem ngay người. Trì điện buông thỏng lông mi, đột nhiên hỏi. Sẽ so kim sang hô đảo phiền phức. Ông Nguyên cười khẽ sẽ chỉ càng phiền phức. Nhớ tới kim sang hô đảo bên trên, hàng tống cho nàng lưu rối rắm cục diện, ôn nguyên liền không nhịn được đau đầu. Thứ hồng bán đảo so kim sang hô đảo càng phát đạt, mà xem như du lịch thắng địa, trị an cũng không tệ lắm. Nhưng trị an không sai, không có nghĩa là đương địa thế lực bố cục rõ ràng. Các phương thế lực ngư long hỗn tạp, tăng thêm rất nhiều tán gia bại sản bỏ mạng chi đồ xuất hiện, nó tình huống so kim sang hô đảo còn muốn phức tạp ông nguyên chỉ có thể cầu nguyện đáng chết hàng tống đừng có lại gây sự làm nàng thuận thuận lợi lợi đem tàu biển chở khách chạy định kỳ công ty bán trì điện lúc này dương mắt nhìn nàng nếu xưởng đóng tàu đều bán vì cái gì còn muốn trạm đội giáo hội ông nguyên dừng một chút cũng dương mắt xem hắn quả nhiên còn là không thể gạt được khác một cái chính mình kim sang hô bên trên thế lực rắc rối khó gỡ nhưng cứu về căn bản liền là giáo hội cùng gia tộc chi gian đánh cờ. Xã hội hiện đại, khoa học kỹ thuật phát triển dẫn đến tông giáo lực lượng dần dần rút lại. Cái này cũng dẫn đến, kim sang hô đảo bên trên, giáo hội đối các gia tộc chế ước lực lượng cũng tại cắt giảm. Này là một cái rất nguy hiểm tình huống. Như quả giáo hội bị gia tộc lật tung, sở hữu quy tắc đều sẽ hóa thành bột miệng kim sang hô đem lần thứ hai lâm vào trăm năm trước hỗn loạn bên trong ông nguyên từ vừa mới bắt đầu liền nhìn thấu này bản chất cho nên đối mặt ung tơ gia tộc áp chế nàng ngay lập tức tìm kiếm giáo hội trợ giúp nàng biết giáo hội sẽ không bỏ qua chèn ép ngày càng bành trướng ung tơ gia tộc cơ hội nhìn như là nàng cùng ung tơ nhà đấu tranh bản chất thượng bất quá là giáo hội dựa vào nàng trọng tài thân thỉnh cùng gia tộc có thế lực lớn nhất lôi kéo nàng chỉ là một cái ngụy trang mà thôi nhưng nếu giáo hội trợ giúp nàng ông Nguyên cũng không tiếc rẽ tại biểu đạt chính mình lập trường. Giáo hội yêu cầu duy trì, nàng được đến công bằng, này là cái cục diện hai phe đều có lợi. Ông Nguyên thở dài. Ngươi thật là thông minh. Hắn rõ ràng xuất thân bình dân gia đình, lại có thế như vậy rõ ràng nhìn thấu sự tình bản chất. Ông Nguyên thứ N lần cảm thấy tiếc hận, nếu có thể đem hắn mang về hải thành liền hảo. Có trì điện này cái tâm tư thông thấu tại bên cạnh nàng làm việc nhất định có thể càng nhẹ nhõm đi. Nhưng hắn như vậy lý tưởng hóa, thanh cao, rời khỏi thế tục, thế tục ô nhiễm này dạng người, ôn nguyên lại cảm thấy đáng tiếc. Nàng có đôi khi đều sẽ cảm thấy, chính mình có phải hay không quá mức tự luyến. Đối mặt trì điện, tổng là có loại sợ hãi tháng phục cảm xúc. Ông Nguyên vừa ăn cơm, một bên kia nhẫn hướng trì điện giải thích. Nếu không sẽ thường trú kim sang hô, nói rõ sẽ không bị gia tộc quy tắc hạn chế nhưng chỉ cần tại đảo bên trên, liền có thể hưởng thụ đến giáo hội che chở cùng gia tộc quyền lợi, này không là rất tốt sao? Chỉ là thế này phải không? Trì điện lại dùng này loại nhìn rõ hết thảy ánh mắt nhìn nàng. Cùng giáo chủ không quan hệ. Ông Nguyên lập tức ngậm miệng. Nàng cùng Roman Chi Giang, dĩ nhiên không phải hoàn toàn xích lõa lợi dụng. Hai cái người đều thưởng thức đối phương, này lần liên thủ bên trong, cũng không phải không có trộn lẫn cảm tình. Không. Phải nói, liền là bởi vì Roman, nàng mới có thể cùng giáo hội liên thủ, mặc dù cũng không có người đưa ra, nhưng bọn họ liền là như vậy ăn ý làm. Trì điện rũ mắt, mi mắt che giấu mắt bên trong tự dẻo. Có thể lý giải, rốt cuộc như vậy người. Như vậy người, ai có thể chống cự đắc nha. Không khí lập tức trở nên cổ quái, Ôn Nguyên đứng dậy. Ta đi cái toilet. Nàng rửa tay xem tấm gương bên trong chính mình, tự nhiên mà vậy liên tưởng đến Trì Điện. Hắn trở nên càng thêm sắc bén, nàng ngược lại là không có chán ghét a. À. Nhưng là hiện tại Trì Điện, một số thời khắc làm nàng cảm thấy có chút khó ứng phó. Rốt cuộc vì cái gì sẽ như vậy đâu? Ôn Nguyên không hiểu lung lay đầu, bỗng nhiên ánh mắt bị kính bên trong một thân ảnh hấp dẫn. Nàng trong mắt đột nhiên co lại, khó có thể tin tưởng chính mình con mắt, nàng như thế nào tại này mang theo con thỏ mặt nạ thon dài thân ảnh tìm phục tại theo dõi gốc chết nghe nơi xa lộn xộn tiếng bước chân cùng với gầm thét người đâu chạy nào đi con thỏ cúi đầu xuống xem trên cánh tay mình cọ sát ra vết máu cắn răng tiếng bước chân càng ngày càng gần con thỏ cúi người kề sát đất vòng quanh mấy người thị giác điểm mù cách bình phong chậm rãi di động con thỏ thân thể mềm mại đến kinh người như là đi qua một loại nào đó chuyên nghiệp nhu thuật huấn luyện. Cái bóng bên trong, khi cao dài thân ảnh như là ẩn nấp nhện, lặng yên không một tiếng động hướng truy binh trái ngược hướng di động. Mắt thấy mấy người hướng hành lang chỗ sâu chạy tới, con thỏ vừa mới thở ra một hơi, bỗng nhiên hành lang phía trước sông ra tới một người, gầm thét. Tại này bên trong, con thỏ trong lòng lột bột một tiếng, vạn người liền chạy. Nơi này là đáy biển khách sạn nghỉ ngơi khu, là, trừ ăn cơm ra này bên trong còn có thế nghỉ ngơi trước cuộc đỉnh đầu xanh thẳm nước biển hình ảnh cùng không khí đều thực duy mỹ có không ít truy cầu lãng mạn du khách đều sẽ lựa chọn tại này bên trong ở lại một đêm con thỏ tại mê cung tựa như hành lang bên trong bảy xoay tám quấn cũng hứa lúc quá trưa đêm khắp nơi im ắng cũng không có đụng vào người hầu hoặc là du khách nhưng mỗi cái gian phòng mặc kệ là có khách nhân còn là phòng trống cửa đều khóa chặt con thỏ bực bội, sách một tiếng, phát hiện phía sau tiếng bước chân càng đuổi càng gần. Liền phản phất một giây sau liền muốn theo chỗ rẽ vượt qua tới. Con thỏ thần kinh căng cứng, trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng. Nhưng lại tại này một cái chớp mắt, tay một bên khách cửa phòng mở ra, một chỉ tinh tế tay đem con thỏ giật vào. Mấy người đại hán lao đến, không thấy được con thỏ thân ảnh, lại phát hiện một cái hờ khép cửa. Cầm đầu một chân đá tung cửa nghe răng cười xem ngươi hướng kia tiếng nói vừa dứt quay đầu đập tới một cái khăn tay hạp trực tiếp quăng tại trên mũi của hắn khăn tay hạp là thủy tinh lại lớn lại trọng cầm đầu người máu mũi nháy mắt bên trong chảy xuống không đợi hắn phản ứng liền nghe được nữ nhân bạo nộ thanh âm cút cho ta đại hán che mũi này mới nhìn đến phòng bên trong tràn cảnh gian phòng lờ mờ đỉnh đầu lam bảo thạch bàn nước biển ném xuống gần sóng phun trào ánh sáng. Ái muội ánh đèn phía dưới, tuấn Mỹ nam nhân hai tay bị đại đại tách ra còng ở giường bên trên, áo sơ mi cởi bỏ, lộ ra đại phiến căng đầy lồng ngực cùng cơ bụng. Nam nhân quần khấu bị giải khai, lộ ra xinh đẹp nhân ngư tuyến, đùi bên trên ngồi quỳ chân một cái nữ nhân. Nữ nhân ám lam váy liền áo như là thâm thúy nhất lam bảo thạch, một bên cầu vai trút bỏ một nửa, lộ ra một bên xinh đẹp hồ điệp xương nàng bộ mặt tức giận một cái tay còn duy trì ném động tác hiển nhiên vừa rồi kia một chút chính là nàng thủ bút chú ý đến nam nhân nhóm ánh mắt nàng một bả kéo qua nhung tơ bị đem nam nhân che lại gầm thét xem cha ngươi đâu theo nàng động tác chăng bên trong lộ ra cái trần trùng sống lưng bị kinh hách tựa như co rụt lại nam nhân nhóm con mắt đều trừng lớn hảo gia hỏa còn có một cái có tiền người chơi đều như vậy hoa rốt cuộc bọn họ làm sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng không thể lộ ra mấy người trao đổi một ánh mắt bận biểu lui ra ngoài còn đem cửa cấp mang lên bọn họ đầu tiên là đi đến hành lang chỗ rẻ, lại rón rén đi về tới tại cạnh cửa nghe lén chỉ có nữ nhân trêu đùa ngôn ngữ cùng nam nhân ẩn nhẫn kêu trên thanh mấy người đại hán nhíu mày nghe nửa ngày mới rốt cuộc hủy bỏ hoài nghi rời đi gian phòng bên trong ôn nguyên thở dài ra một hơi vỗ vỗ trì điện mặt. Vất vả. Bởi vì muốn mô phỏng thở dốc, trì điện một trương mặt đỏ bừng. Hắn đem bên mặt hướng một bên, không dám nhìn ôn nguyên. Nhanh cởi bỏ. Ôn nguyên bận biệu thò người ra đi đi vệ sinh còng tay, lại quên trước theo hắn thân bên trên xuống tới. Trì điện chỉ cảm thấy hô hấp gian tất cả đều là nàng khí tức, mặt đỏ đến nhanh nhỏ máu. Giải cứu đáng thương ao diễn viên, ôn nguyên lại vỗ vỗ chăn hạ con thỏ không có việc gì bọn họ đi xin lỗi a à, tình huống khẩn cấp đem cu tét ngươi quần áo xả nói nàng vén chăn lên buông lỏng cười cười bất quá hai chúng ta đều là nữ không nàng lời nói một giây sau liền kẹt tại cổ họng bên trong bị tháo mặt nạ con thỏ ngẩng đầu đầy mặt ửng đỏ nghiến răng nghiến lợi bị hai tay vây quanh rắn chắc trước ngực nhân khí nộ chập trùng trung gian bị đè ép ra nhàn nhạt khe rảnh nhưng thực hiển nhiên là cái nam. Ông nguyên ánh mắt kinh dị. Ngươi là ai a? À? Tác giả có lời muốn nói. Nam con thỏ, một đều là kịch bản yêu cầu diễn kịch a. À. Cái gì cũng không được. Không muốn khóa ta a, à. bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 84. Thần khuyển đúng là ta chính mình. Nam nhân không muốn tổng là Ngụy Trang. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Ôn Nguyên theo con thỏ miệng bên trong hỏi ra đáp án. Hắn hẳn là biết nàng thân phận, cho nên không cái gì tị huý nói cho nàng, hắn đích thật là cari nhà người. Ta là cari nhà trinh sát. Con thỏ nói. Này lần tới thuyền là vì điều tra không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch. Hắn nhìn nhìn Ôn Nguyên, lại nhanh chóng cúi đầu xuống chỉnh lý chính mình quần áo lúc trước đi thời gian đối ngươi cảnh báo là thích khách khó trách ông nguyên một bên giúp trì điện chỉnh lý cổ áo một bên nhàn nhạc trả lời ta còn muốn làm sao con thỏ nữ sĩ chiến đấu lực liền bốn cái người đều giải quyết không được con thỏ mặt kéo ra ông nguyên nói tiếp chính mình phỏng đoán những cái đó người không là đảo bên trên quý tộc cho nên ngươi đeo mặt nạ rốt cuộc con thỏ mặt nạ đại biểu cari nhà sự tình chỉ có quý tộc nhóm biết nếu là đối phương là gia tộc người, kia mang con thỏ mặt nạ, thì tương đương với đem ta tại ra các ngươi, tới mau tới diệt khẩu, viết lên mặt. Con thỏ gật gật đầu. Sơ bộ điều tra, hẳn là một đám buôn bán nhân khẩu đội. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa bọn họ thủ đoạn. Phi thường tàn nhẫn. Ông Nguyên xem tiểu thú tựa như thiếu niên, bỗng nhiên đi lên trước nắm hắn gương mặt, tử tế tường tận xem xét kia đôi lam nhạc con mắt, thiếu niên cảnh giác nghĩ muốn tránh ra, nhưng ôn nguyên ngón tay dùng sức, hắn tránh thoát không được. con thỏ thiếu niên từ hàm răng bên trong hỏi: ngươi nữ nhân xinh đẹp, con mắt quá mức chuyên chú nhìn chằm chằm hắn, làm hắn có loại không chỗ che thân cảm giác. rất nhanh, ôn nguyên ra kết luận, xem tới cari này lần cũng không có thấu qua người khác nhìn chăm chú ta. con thỏ thiếu niên đầu tiên là sững sờ mới phản ứng lại đây nàng là tại nói con thỏ nữ sĩ kia chỉ có thể dùng để giám thị nghĩa mắt. hắn nghiêng đầu, này lần nhẹ nhõm tránh thoát. hắn ngữ khí lạnh nhạt, chúng ta mỗi cái người đều là không giống nhau. ôn nguyên ánh mắt lấp lóe, này lời nói cái gì ý tứ? chẳng lẽ hắn cũng cùng con thỏ nữ sĩ đồng dạng, có cái gì tàn tật? phát giác đến ôn nguyên thượng hạ liếc nhìn ánh mắt con thỏ thiếu niên tức giận theo mặt đất bên trên nhặt lên mặt nạ. hảo, ta đắc trở về bên trong khoang. hắn vừa muốn đi kéo chốt cửa, một cái tay lại dành trước hắn án đi lên. ôm nguyên dương mắt, ánh mắt trầm tĩnh. này bên trong có thể làm ngươi cái thứ hai thứ điểm, ta sẽ giao nộp đến xuống thuyền mới thôi. dừng một chút, nàng nói. rốt cuộc, ta thiếu cari một lần. cách mặt nạ, thấy không rõ con thỏ thiếu niên biểu tình. Mấy giây sau, hắn mới buồn bực nói. Cảm ơn. Ôn Nguyên cười nhạt cười, mang trì điện rời đi. Trở về gian phòng đường bên trên, nàng vẫn luôn như có điều suy nghĩ. Trì điện xem nàng bộ dáng, hỏi. Ngươi muốn giúp Kari điều tra sao? Ôn Nguyên lại đầu nhìn hướng hắn, ánh mắt buồn rầu. Ta là tại suy nghĩ, con thỏ rốt cuộc tàn tật tại kia. Hắn nhìn lên tới rất bình thường, chẳng lẽ nàng ánh mắt bắt đầu dao động, trì điện bất đắc dĩ cười. Này loại không quan hệ đau khổ sự tình, ngươi đảo rất là hiếu kỳ. Ôn Nguyên nhún vai, đi ra thang máy. Ta chỉ là cái bình thường người, lại không là siêu anh hùng. Nàng không là cái gì chúa cứu thế, có thể lo lắng bất quá là chính mình bên cạnh đám người. Này loại đã liên lụy đến phạm tội sự tình, nếu Kari cùng giáo hội đã tại nghĩ biện pháp ứng đối, kia liền không có nàng cái gì sự tình hai cái người đi đến khoang thuyền cửa ra vào, nàng nhịn không trụ lại nói. Hoặc giả nói hắn phát dục không tốt. Trước cuộc ta liếc mắt một cái chi hạ thế mà đem hắn cùng con thỏ nữ sĩ nhận lầm, mặc dù bọn họ hai cái đều dáng người cao gầy, có 175 tả hữu. Nhưng này dạng thân hình đặt tại nam nhân trên người, rốt cuộc còn là hơi gầy chút. Trì điện khóe miệng thượng chọn, vì nàng hiếm thấy hài tử khí mỉm cười. Hắn nắm lên nàng tay, tại bên môi đụng đụng ngủ ngon tiếng nói vừa dứt hắn ánh mắt định trụ thẳng tắp nhìn hướng ôn nguyên phía sau ôn nguyên không rõ nội tình quay đầu liền nhìn được quản gia ưu nhã đứng tại cạnh cửa một tia tóc đỏ hơi hơi rủ xuống thái dương làm hắn so trước đó nhiều chút không bị trói buộc cùng thần bí hắn không có mặc áo đuôi tôm áo khoác nơ cũng hái củi là phẳng chỉnh áo sơ mi trắng cởi bỏ mấy cái nút áo xương quai xanh cùng hiển nhiên thường xuyên rèn luyện bộ ngực cơ bắp đều che giấu tại lờ mờ tia sáng tạo thành cái bóng bên trong. Quản gia còn là một mặt chân thành mỉm cười. Ngài cùng ngài đệ đệ cảm tình thật tốt. Ông Nguyên dở khóc dở cười. Tại phòng ăn bên trong, hắn đầu tiên là hiểu lầm trì điện là nàng ca ca. Mà trì điện kia phiên rất rõ ràng phủ nhận, lại làm cho quản gia cho là chính mình chỉ là đem tuổi tác lầm. Không cần quay đầu lại, ôn nguyên cũng có thể cảm giác được phía sau trì điện trên người tản ra hàng khí. Nàng trấn an nhéo nhéo hắn tay. Ngủ ngon. Nói xong, nàng liền trở về phòng. Phía sau cửa phòng mở, ôn nguyên không quay đầu, nhàn nhạt nói. Ngươi không cần chờ ta trở lại. Quản gia khí tức tới gần, là ưu nhã đến cứng nhắc cổ long nước vị. Ta là ngài quản gia, lý ứng tùy thời chờ ngài phân phó. Nói, hắn động tác tự nhiên đưa tay giúp ôn nguyên kéo ra sau lưng khóa kéo nữ nhân trần truồng trơn nhẵn tuyết trắng sống lưng như là đỉnh núi tuyết động bàn hiển lộ tại trước mặt đêm tối bên trong thiểm oánh nhuận quang quản gia hô hấp nhỏ không thể thấy nhất đốn lập tức như không có việc gì hỏi yêu cầu ta giúp ngài thay quần áo sao ngươi có thể nghỉ ngơi ôn nguyên lễ phép trả lời ta không cần ngoài định mức phục vụ Mỹ mộng hoa viên hào đương nhiên là chính quy xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ, nhưng nó khách hàng bên trong có rất nhiều đỉnh cấp phú hào. Mà thỏa mãn này đó kim tự tháp nhọn khách hàng yêu cầu là Mỹ mộng hoa viên hào phục vụ tôn chỉ. Này câu nói thật mịt mờ, quản gia mặt bên trên không xuất hiện bị mạo phạm thần sắc. Hắn khẽ gật đầu. Như ngài mong muốn, ta tiểu thư. Nếu có yêu cầu, nhấn vòng tay bên trên nút bấm, ta sẽ xuất hiện. Ôn Nguyên đưa tay nhìn nhìn cổ tay bên trên vàng 10 vòng tay, kia là VIP khoang thuyền, vé tàu, tập thể ra vào, kêu gọi, tiêu phí chờ công năng làm một thể. Mà quản gia nói, nút bấm, thì là khảm nạm này thượng một viên bảo thạch. Ông Nguyên gật gật đầu, quay người đi hướng phòng ngủ. Quản gia đưa mắt nhìn Ôn Nguyên bóng lưng biến mất tại cửa sau, mới chuyển kéo ra khoang thuyền cạnh cửa tiểu cửa đi vào, đây là vì quản gia chuẩn bị gian phòng khách cũ tại khoang thuyền bên trong thời điểm bọn họ liền ở chỗ này nghỉ ngơi đợi mệnh ôn nguyên ngủ ngon giấc ngày thứ hai nàng bị đầu giường nội tuyến thông tin đánh thức ôn nguyên tỉnh hội thần mới mở miệng kết nối nháy mắt bên trong thời tình mặt to liền xuất hiện tại đối diện vách tường bên trên ôn nguyên cùng nàng mắt lớn trừng mắt nhỏ sửng sốt này mới phản ứng lại đây thời tình phát là video thẩm tuần ác liệt thanh âm truyền đến ngươi là heo sao? Này đều giữa trưa, nói, hắn thò đầu lại đây, lại tại xem đến ôn nguyên nháy mắt bên trong trừng to mắt. Ta dựa vào, ngươi ngủ không mặc quần áo sao? Hắn vội vã cổng qua mặt, một đầu tổng là mang khí ẩm hơi cuộn tóc đen tùy theo run rẩy. Hình ảnh nơi xa, ngồi tại ghế sofa bên trên uống trà trì điện nghe tiếng nhìn lại, ôn nguyên câu A câu môi, đùa ác tựa như đem trên người che kính chăn vén lên. Phúc một tiếng bỗng nhiên vang lên trì điện chật vật ho khang thời tình qua che mắt nhưng còn không hết hy vọng theo khe hở nhìn lén ôn nguyên bình tĩnh sửa lại một chút áo ngực theo giường bên trên đứng lên hợp lại tóc ngắn rác thành một cái cái đuôi nhỏ hôm nay có cái gì an bài thẩm tuần đầu lần thứ hai đưa qua tới nhìn nàng kỳ thật là xuyên qua quần áo ánh mắt bên trong thiểm quá thần sắc phức tạp ôn nguyên bắt được này điểm biến hóa nhíu mày thật đáng tiếc. Làm cái gì mộng? Thẩm Tuần hung tận. Đến thủy tinh hoa phòng tới tìm chúng ta. Ôn Nguyên thu thập sẵn sàng sau, tại quản gia dẫn dắt hạ vào thang máy. Thủy tinh hoa phòng ở vào trung đình cái đấy, là thuyền bên trên lớn nhất phòng ăn. Việc tầng thang máy không hề giống thông dụng tầng chật chội như vậy, trừ bọn họ chỉ có 4-5 người. Quản gia đang thấp giọng hướng Ôn Nguyên giới thiệu, bỗng nhiên thang máy chấn động mạnh một cái thang máy bên trong đèn lấp lóe mấy lần, bỗng nhiên đen đi xuống. Bên cạnh khẩn cấp đèn sáng khởi, một phiến bất tường huyết hồng tia sáng bao phủ xuống. Thang máy trục trặc lơ lửng. Ôn Nguyên mấp máy môi, còn chưa lên tiếng, dưới chân lại là chấn động mạnh một cái, thang máy rơi xuống một đoạn. Thang máy bên trong vang lên rít gào, Ôn Nguyên vô ý thức lui lại một bước ổn định thân hình, bỗng nhiên mang thể ôm cổ long thủy khí tức bao phủ mà tới quản gia thanh âm khoảng cách gần tại ôn nguyên trước mặt vang lên. Đừng sợ, ta đã kêu gọi sửa chữa bộ. Hắn thanh tuyến trầm ổn, lại quay người dùng tiếng Anh đối thất kinh hành khách nói một lần. Hắn có loại gặp nguy không loạn bình tĩnh, rất nhanh làm đám người hơi chút ổn hạ tâm thần. Hắn ở rất gần, dùng một loại nào đó bảo hộ tư thế đem ôn nguyên vòng tại thang máy xó xỉnh bên trong. Ôn nguyên tính phản xạ giơ tay, đặt tại hắn căng đầy bả vai bên trên hắc ám bên trong, nàng ánh mắt chớp lên. Các xén đắc thể Âu phục hạ, này phó cao dài thân thể cơ bắp hữu lực mà căng cứng, chất chứa một loại nào đó không biết năng lượng. Này, là 24-7 tại tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng phục vụ quản gia sẽ có thân thể. Bởi vì khoảng cách rất gần, nặng nề cổ lông dưới nước có mặt khác khí tức nhàn nhạt triển lộ ra một góc của băng sơn. Kia là, mang kim loại cùng ngọn lửa hương vị không nghe thấy nàng đáp lại, quản gia nghiêng nghiêng đầu, mang theo điểm dò hỏi. Tiểu thư, không cái gì. Ông Nguyên Thanh Tuyến thực ổn, hiển nhiên không là chịu đến kinh hải thanh âm. Nàng nói, lần sau không muốn phun như vậy trọng cổ long nước. Đặt tại hắn trên người bàn tay cũng không có cảm giác được thân thể đối phương bất luận cái gì biến hóa, chỉ có quản gia thanh âm trầm thấp mang cộng hưởng truyền đến. Tuân mệnh, tiểu thư. Kế tiếp thời gian, bọn họ đều không nói chuyện. Thuyền bên trên tín hiệu không thể so với bên ngoài, thang máy bên trong căn bản là không có thông tin khả năng. Ông Nguyên tại hắn ôm ấp hình thành chật hẹp khu vực bên trong chờ đợi rất lâu, lâu đến nửa giờ sau đắc cứu lúc, thân thể nhiều ít nhiễm thượng hắn hương vị. Cửa thang máy một mở, thời tình ôm nàng chỉ mắng. Này một chuyến ra cửa luôn có to to nhỏ nhỏ ngoài ý muốn, nàng đều nhanh ptsd. Ông Nguyên bất đắc dĩ sờ sờ nàng tóc. Ăn cơm trước đi, chết đói. Đi thẳng về phía trước lúc, nàng quay đầu nhìn thoáng qua thang máy. Quản gia mặt mang mỉm cười đứng tại chỗ, hướng nàng hơi hơi gật gật đầu. Ông Nguyên quay đầu lại, khóe miệng mang lên nụ cười như có như không. Xem tới quản gia của nàng cũng có chút bí mật nhỏ, thật là khiến người ta hiếu kỳ. Thật vất vả ăn cơm, thời tình mới từ ứng kích phản ứng bên trong khôi phục nàng lười biến lệch qua ghế sofa bên trên, chợt nhớ tới ôn nguyên là lần thứ nhất ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ, đề nghị. Muốn hay không muốn đi tinh quang thành đi dạo? Ôn nguyên ánh mắt dò hỏi, trì điện nhàn nhạt giải thích. Tinh quang thành tại 7-8 tầng, là tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng lớn nhất. Giải trí tràn sở. Giải trí tràn sở. Ông Nguyên im lặng, khi không phải là sòng bạc sao. Tác giả có lời muốn nói. Ta trở về. Thu mèo cảm tạ tại 2021-09-025-48-42-2021-09-03-14-57-34 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ A cảm tạ tưới tiêu dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bảy linh dừng một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 85 Xoắn suýt đúng là ta chính mình. Nam nhân không muốn tổng là hành tung phiêu hốt. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đánh cược là không có khả năng đánh cược, này đời đều không sẽ đánh cược. Cự tuyệt hoàng, cự tuyệt đánh cược, cự tuyệt nội dung độc hại. Đám người Phía trước theo hàng tống tay bên trong đánh cược đắt hơn 400 ức không biết là ai. Nhưng là thăm một chút ngược lại là không có vấn đề, Ông Nguyên mới lạ thừa thang máy đến 7 tầng. Thang máy đánh mở, đầu tiên là từng gian xa xỉ phẩm cửa hàng. Nơi này là mua sắm nhai, thương phẩm rực rỡ muôn màu. Ông Nguyên đối này đó không cái gì hứng thú, nhưng hồi lâu không dạo phố, cũng là mừng rỡ bồi thời tình mù lắc. Nói đến mấy cái người đều không quá ưa thích có quản gia cùng, ông Nguyên đến nay cũng không thấy mấy người bọn hắn quản gia. Chỉ có chính mình kia cái, đem sát người hai cái chữ thể hiện đắc vô cùng nhường nhuyễn. Bất quá trước khi ăn cơm ôn nguyên đem hắn đã phát trở về. Thời tình hứng thú bừng bừng muốn cùng ôn nguyên mua tình lữ. Không, tỉ muội trang. Nàng bá 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 tảo hóa, tủ ca môn liên tục không ngừng đem đồ vật án phân phó đưa đến nàng khoan thuyền. Một cái hài tử theo bên cạnh chạy qua, ôn nguyên né tránh, sau lưng đụng vào trì điện tay. Hắn như không có việc gì đem tay theo hàng đại bên trên lấy ra, thấp giọng nói. Vừa rồi ta nghe được bảo vệ nói, thang máy trục trặc là người vì. Ông Nguyên nhíu nhíu mày xem hắn. Người vì. Như vậy đại một chiếc thuyền, như thế xa hoa, bảo vệ khẳng định đặc biệt chu đáo chặt chẽ. Này làm sao người vì. Không biết nói vì cái gì, nàng lập tức nghĩ đến con thỏ thiếu niên. Chẳng lẽ là hắn lại thọc cái gì cái sọt. Nàng sách một tiếng, thở dài muốn không tối nay đi đáy biển khách sạn xem liếc mắt một cái đi. Trì điện gật gật đầu. Cao hứng bừng bừng thời tình cùng A Thịnh không có chút nào phát giác, ngược lại là thẩm tuần như có như không ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Mấy cái người vào tinh quan thành, ngược lại là thẩm tuần từng cái giới thiệu. Thu được ôn nguyên hơi có vẻ kinh ngạc ánh mắt, hắn nhàn nhạt giải thích. Trước kia vì tích lũy học phí, tại sòng bạc bên trong làm qua nhân viên phục vụ hắn hảo giống như rất ít nói khởi trước kia sự tình ôn nguyên cũng không sẽ truy vấn chỉ gật gật đầu thời tình đã ngồi vào nào đó một bàn phía trước hào phóng đổi thẻ đánh bạc tiểu nguyên tới chơi a à. ôn nguyên phất phất tay biểu thị nàng trước đi cái toilet bồn rửa tay tại phòng tắm bên ngoài công cộng khu vực nam nữ tương đối ôn nguyên chính tại rửa tay liền thấy thẩm tuần từ bên ngoài đi vào nhìn nàng một cái hắn dừng một chút bước chân lập tức tiếp tục tiến lên. Nhưng vừa mới đi vào trong, liền bị bên trong lao ra bóng người đâm đến nhoáng một cái. Ôn Nguyên vô ý thức cho rằng là cái chạy loạn hài tử, tựa như là vừa rồi tại mua sắm nhai bên trên như vậy. Nhưng nàng nhìn chăm chú vừa thấy, kia là cái thiếu niên, nhìn lên tới chỉ có 13-14 tuổi. Thiếu niên ngón tay vững vàng móc tại thẩm tuần quần áo bên trong, như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Hắn nước mắt giàn giụa, hai mắt đỏ bừng vang cầu ngươi cứu một giây sau một cái đại thủ duỗi ra đem nam hài miệng che hắn khắc một cái tay vững vàng trói quạt trụ nam hài cánh tay như là đề một con gà con tựa như đem hắn nhấc lên tay chủ nhân từ thiếu niên phía sau nhà vệ sinh nam đi ra tới hắn mặc dù dáng người cường tráng nhưng mặt nhìn lên tới dị thường hòa khí này là cái đỉnh bụng bia trung niên người không lưu râu mặt bên trên mang ôn hòa mỉm cười xin lỗi Ta nhi tử có chút tinh thần tật bệnh. Hù đến các ngươi." Ôn Nguyên nhíu mày, xem hắn cười lên tới lúc lộ ra răng vàng cùng ngón tay bên trên lóng lánh bảo thạch giới chỉ, lại nhìn một chút thiếu niên trên người quần áo. Đều là mới tinh hàng hiệu. Cửa ra vào đột nhiên xuất hiện hai cái vệ sĩ, hướng trung niên người cung kính hành lễ, lập tức đỡ qua thiếu niên. Thiếu niên này sẽ không có vừa rồi tinh thần, bất quá ngắn ngủi nửa phút thời gian liền có chút u ám bị vệ sĩ nhóm nâng tại tay bên trong. Trung niên người thực có phong độ đối với hai người gật gật đầu, quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện một điều tinh tế cánh tay, hắn dừng chân lại. Ôn Nguyên gò má xem hắn. Hắn là ngươi nhi tử. Trung niên người ánh mắt mang sát ý lạnh như băng, theo kính râm cùng gương mặt khe hở bộc lộ mà ra. Nhưng một giây sau, hắn lại hảo nói chuyện cười lên tới. Đương nhiên, viếp tầng mỗi cái khách hàng đều có đăng ký. Nói, hắn nâng lên tay, lộ ra cổ tay bên trên thuần kim vòng tay. Này vị nữ sĩ nếu là không buông tâm, ta có thể gọi quản gia để chứng minh. Ông Nguyên không nói chuyện, dù bận vẫn ung dung xem trung niên người. Trung niên người khóe miệng lộ ra một cái hơi có vẻ không kiên nhẫn mỉm cười, nhưng rất nhanh ép xuống. Hắn nhấn bảo thạch. Chỉ chốc lát, liền có một quản gia vội vàng chạy tới, lễ phép chứng thực nam nhân thân phận mà kia cái thiếu niên còn thật là hắn nhi tử hoặc giả nói đích thật là lấy hắn nhi tử thân phận đăng ký ôn nguyên yên lặng xem nam nhân một hồi mới gật gật đầu hảo chiếu cố tốt ngươi nhi tử trung niên người tại này bên trong đợi thêm vài phút đồng hồ rõ ràng đã có chút nôn nóng qua loa gật đầu liền mang theo vệ sĩ cùng quản gia rời đi hắn đi sau ôn nguyên nhíu mày hỏi. Ngươi cảm thấy. Thẩm tuần mặt không biểu tình. Dùng cho trị liệu tâm lý trấn tĩnh dược vật. Không có cách nào phán đoán hắn nói thật hay giả. Ôn nguyên ngón tay nắm chặt lại, ép buộc chính mình không cần tiếp tục nghĩ. Phía trước đối trị điện nói, sự tình giao cho Cari nhà, chính mình liền không nghĩ quản thời điểm, nàng là nghiêm túc. Nhưng là thật có cùng loại sự tình phát sinh tại trước mắt, quả nhiên không có cách nào khoanh tay đứng nhìn ôn nguyên vô ý thức cắn môi một cái ngẩng đầu đối thẩm tuần nói theo giúp ta đi một nơi đến đáy biển khách sạn lúc sân khấu người hầu xem đến ôn nguyên cung kính cuối người nhưng chờ thấy được nàng bên cạnh đồi phế khó nén tươi đẹp nam nhân người hầu khóe miệng vẫn là không nhịn được câu lên cái nụ cười ý vị thâm trường a à, tối hôm qua hảo giống như không là này vị đâu Ông Nguyên cũng không quan tâm hắn ánh mắt, trực tiếp mang thẩm tuần hướng khách phòng đi. Đáy biển khách sạn tư ẩn tính cực cao, thể hiện tại không người cư trú hoặc đặt trước gian phòng biển số nhà chữ số lượng nhu hòa màu lam quang. Này dạng, ông Nguyên này loại vip khách cũ có thể trực tiếp xoát vòng tay đi vào, đồng thời tại phòng bên trong trực tiếp lựa chọn muốn cư ở vài ngày. Ông Nguyên quen thuộc tìm được phía trước gian phòng, thuần thục mở cửa, mở cửa nháy mắt bên trong nàng hơi hơi hít mắt con mắt nàng vào phòng vừa quay đầu lại đã thấy thẩm tuần còn đứng tại cửa bên ngoài ôn nguyên nhíu mày làm gì thẩm tuần một lời khó nói hết chỉ chỉ biển số nhà thực biết chơi ôn nguyên không hiểu ra sao tiến tới nhìn thoáng qua này mới phát hiện bản số phòng bên cạnh họa cái nho nhỏ roi đồ tiêu này là tình thú phòng tiêu chí sao ôn nguyên khóe mắt thẳng trừu nàng thở dài một bả túng hắn cổ áo đem người kéo vào. Nhanh lên. Thẩm tuần vốn dĩ liền là trọng thương chưa lành, bị nàng kéo một cái, dưới chân mất tự do một cái trực tiếp bổ nhào. Ông Nguyên không nghĩ đến con hàng này hư thành này cái bộ dáng, bị hắn mang hướng địa thảm bên trên ngã xuống. Theo bọn họ, vào phòng, cửa tự động đóng thường. Hảo tại địa thảm mềm mại, mà thẩm tuần làm đệm thịt, hai cái người đều không như thế nào bị thương. Dù vậy, ôn nguyên cái trán còn là tại hắn cầm bên trên một cái đau nhức tê một hơi, không cao hứng đưa tay chống tại hắn ngực phía trước. Ngươi là giấy sao? Thẩm tuần xưa nay liền thích mặc như là áo choàng tắm đồng dạng tà vạt áo quần áo, cũng nói không rõ là cùng gió còn là hán phong. Chỉ là kia giao lĩnh rất dễ dàng liền tản ra. So như bây giờ, ông nguyên liền nửa quỳ tại hắn trên người, một tay theo kia rộng mở vê khoét sâu xuyên vào, đặt tại hắn trần trùng rắn chắc lồng ngực bên trên ôn nguyên nheo mắt, bận bịu đem tay rút ra, miễn cho bị cáo ít quấy rối. Nhưng thẩm tuần không có chút nào phản ứng, cũng không nói chuyện, chỉ trừng to mắt, liền đỡ ôn nguyên vòng eo tay đều quên buông xuống. Ôn nguyên nâng lên đầu nhìn hướng hắn nhìn chầm chầm phương hướng. Chỉ thấy cửa bên trên góc bên trong, có đông đóng đồng dạng quan tại nhảy nhót, ôn nguyên nhíu mày. kia là một hàng. Chữ. Nàng đứng lên, con mắt một sai không sai mà nhìn chầm chầm vào kia bên trong, trở tay đem thẩm tuần cũng kéo. Ta thấy không rõ. Thẩm tuần so nàng cao 20cm, nhíu mày tới gần trần nhà, đưa tay đi sờ. ôm nguyên tai một tiếng, lại xem đến kia màu lam bị hắn cầm xuống tới, nguyên lai like cũng không là bị cái gì đặc thù thuốc màu viết lên, mà là một cái hiện ra quan tiểu ngực chương. Nàng theo thẩm tuần tay bên trong tiếp nhận ngực chương, lặp đi lặp lại nhìn nhìn. Này là Thuyền bên trên công tác nhân viên ngực chương Một cm cao, dài 2cm Không biết nói cái gì chất liệu làm thành màu đen ngực chương bên trên khắc một cái nho nhỏ Bên trong chữ, đằng sau là số hiệu Tại nơi tối tăm oánh oánh phát quang Bên trong Bên trong khoang thuyền khu Nàng chính đoan cường ngực bài Bỗng nhiên đèn bị ba mở ra Ông Nguyên vô ý thức xoay người lại đảo mắt, phát hiện gian phòng lộn xộn, có rõ ràng dãy dụ dấu vết. Con thỏ chẳng lẽ bị bắt đi. Thẩm tuần đứng tại cạnh cửa, tay còn đặt tại chốt mở bên trên, xem nàng. Có phải hay không đắc giải thích cho ta một chút hiện trạng? Ông Nguyên nhìn thấy này phó tràn cảnh, khi còn có tâm tư nói khác. Liên hệ đến ngực chương bên trên, trung chữ, nàng nhớ tới phía trước thiếu niên nói qua muốn về đến bên trong khoang thuyền khu, trầm hạ thần sắc, quay người đi ra ngoài. Đi bên trong khoang thuyền khu bên trong khoang thuyền là chỉnh cái tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng giá cả thấp nhất phòng hình, ở vào tàu biển chở khách chạy định kỳ trung bộ, không có cửa sổ. Khi bên trong hẳn là tính là nhất ngư long hỗn tạp địa phương, như quả con thỏ thật bị trảo, đại khái suất sẽ không bị mang đi thủ vệ xâm nghiêm thượng tầng khu. Mỹ mộng hoa viên hào mặc dù thiết trí bên trong khoang, nhưng rốt cuộc định vị là cao cấp tàu biển chở khách chạy định kỳ, phòng như vậy cũng không nhiều. Đương Hạ Thẩm tuần liền đưa tay án vòng tay bên trên bảo thạch cùng quản gia trò chuyện, biết được bên trong khoang đại khái vị trí cùng tầng lầu. Hắn nghe Ôn Nguyên nói đơn giản phía trước sự tình, hỏi: "Đáy biển khách sạn cái kia phòng là dùng ngươi còn là trì điện vòng tay mở?" Ôn Nguyên bước chân dừng lại, lập tức phản ứng lại đây, lúc ấy tình huống khẩn cấp, tựa như là dùng trì điện vòng tay mở phòng như quả kia quần người phách lối đến có thể không nhìn thuyền bên trên bảo vệ theo này cái gian phòng đem con thỏ thiếu niên kéo đi, vậy bọn hắn có thể hay không cũng có thể được biết này gian phòng là ai mở, tiến tới ra được trì điện trên người. Vòng tay không có lẫn nhau trò chuyện công năng, ông Nguyên chỉ phải nhấn bảo thạch liên hệ quản gia. Ngươi đi sát vách tìm ngươi đồng sự, đến tinh quang thành bảo hộ ta kia mấy cái bằng hữu. Tinh quan thành bên trong rốt cuộc người nhiều, này loại thời điểm, ngược lại so khoang thuyền bên trong an toàn quản gia không có hỏi bất luận cái gì vấn đề lập tức đi tìm người rất nhanh ôn nguyên hai người liền đến bên trong khoang thuyền khu này bên trong hết thảy ba tầng ôn nguyên xem thẩm tuần liếc mắt một cái cùng ta nhớ tới lần trước một sai con mắt con hàng này thiếu chút nữa bị người chơi chết tràn cảnh ôn nguyên liền sau sợ thẩm tuần lại nhíu mày khi cái ngực chương có thể hay không có cái gì dùng Ông nguyên cũng nghĩ đến này một điểm như quả không là tình huống khẩn cấp nàng đương nhiên hẳn là trước điều tra thêm mặt bên trên mã hóa nhưng hiện tại này tình huống mạng người quan trọng hiện ra là tới không kịp thẩm tuần cũng nghĩ đến này một điểm hắn vốn muốn hỏi muốn hay không muốn gọi mấy cái bảo vệ sau đó nhớ tới kim sang hô đảo bên trên ôn nguyên đại sát tứ phương anh tư tự hồ không cần đâu thẩm tuần yên lặng cùng tại nàng phía sau Hai cái người đi vào hành lang bên trong, thẩm tuần ảo não xem hai bên đóng chặt phòng cửa. Cũng không thể lần lượt đá văng đi. Ông Nguyên lại cầm ngực chương, tại một cái đóng chặt cửa bên trên một khối màu đen khu vực thượng vừa kề sát. Lập tức, tích, một tiếng, cửa ứng thanh mở ra. Thẩm tuần trừng lớn mắt, Nguyên lai này ngực chương có thể mở rộng cửa. Ông Nguyên mấp mấy môi, xem tới này ngực chương đít xác thuộc về bên trong khoang thuyền cái nào đó nhân viên phục vụ như vậy. Nó có phải hay không có cái gì đặc thù ý nghĩa, hoặc là thuộc về cái gì đặc thù người. Ôn Nguyên vừa mới muốn đẩy ra cửa, bỗng nhiên một tay nắm đột nhiên bắt lấy nàng cánh tay. Một cái bóng người đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hai người, Thẩm Tuần đầu tiên phản ứng liền là ra bên ngoài đào bình thuốc nhỏ. Nhưng một giây sau, Ôn Nguyên ngăn lại hắn. "Đừng." Trước mắt, xuyên nhân viên tạp vụ quần áo mắt xanh thiếu niên nhíu lại lông mày xem Ôn Nguyên. Đến tới đây làm gì? Ông nguyên mặt không biểu tình, nội tâm sống cả mãnh liệt, còn không phải cho là ngươi bị người bắt. Tác giả có lời muốn nói. Sorry gần nhất càng đắt đều tương đối rễ. Trạng thái không tốt, ô ô, cầu ông ôm, ôm thiếp thiếp nâng cao cao yêu ngươi nhóm, so tâm, cảm tạ tại 2021-09-03-14-57-34-2021. 09, 03, 23, 16, 58 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Bán mực nước vương đại mụ một cái, cảm tạ tưới tiêu dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Treo rao quân tiểu chiêu lây 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 86 bị động đúng là ta chính mình. Nam nhân quá chủ động sẽ bị đảng phu nhục nhã. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thỏ mắt xanh tử thiếu niên vừa muốn nói gì, liền thấy ôn nguyên tay bên trong ngực chương. Hắn đại chịu chấn động. Các ngươi như thế nào đem nó lấy ra? Nói, con thỏ đoạt lấy ngực chương, lui ôn nguyên một bả. Đi mau. Này ngực chương bên trong có định vị chip. Ông nguyên chỉ hảo cùng thẩm tuần thối lui đến cửa thang máy, thiếu niên cắn răng, xa xa nói một câu. Buổi tối ta đi tìm ngươi. Cửa thang máy đánh mở, lúc này hành lang cuối cùng chỗ góc cua truyền đến tiếng bước chân. Ông Nguyên trơ mắt xem con thỏ cao gầy thân ảnh lấy một loại thập phần quỷ dị tư thế đột nhiên nhào co lại, cuối cùng hóa thành một cái còng xuống bóng lưng, tập tỉnh cầm cây chổi quét dọn hành lang. Muốn không là tận mắt nhìn thấy, Ông Nguyên còn tưởng rằng kia liền là cái nhân viên quét dọn lão bà bà, nhìn lên tới, thân cao cũng liền một mét năm tả hữu. Này có thể xưng huyền huyển một màn lạc tại ôn nguyên cùng thẩm tuần mắt bên trong, hai cái người đều kinh ngạc đến ngay người. Quả nhiên, hành lang chỗ ngoặt bên trong chạy ra người chỉ là hướng này một bên nhìn quanh một chút. Bọn họ không thấy được chậm rãi đóng lại cửa thang máy, chỉ thấy một cái lưng gù nhân viên quét dọn chính khó khăn quét lấy rất nhanh mấy người liền thu hồi tầm mắt dọc theo nguyên phương hướng đuổi theo mắt xanh thiếu niên quay đầu trường trường thở dài ra một hơi khi bên ôn nguyên cùng thẩm tuần về đến tinh quang thành tìm được tiểu đồng bọn nhóm trì điện vừa nhìn thấy hai người liền lập tức đứng lên tiếng lên đón hắn thập phần tự nhiên nắm chặt ôn nguyên cánh tay thấp giọng hỏi như thế nào a thịnh cùng mấy cái quản gia đứng tại thời tình phía sau mặc dù không lại đây nhưng dương mắt tất cả đều là lo lắng. Thời tình mắt thấy đã chơi này, căn bản không chú ý đến khẩn trương không khí. Nàng nhìn thấy ôn nguyên, cao hứng bừng bừng nhảy xuống cao ghế dựa, hướng nàng chạy tới. Tiểu nguyên, ngươi đi đâu? Ôn nguyên sờ sờ nàng tóc, không nghĩ quấy rầy nàng hào hứng, thuận miệng hỏi. Thua sạch không? Thời tình đại đại liệt liệt phất tay, không đợi nói chuyện, quản gia của nàng cung kính trả lời tiểu thư thẻ đánh bạc phiên gấp ba ông nguyên nàng tay định hai giây mới một lần nữa cấp thời tình vuốt lông tâm tình phức tạp sớm một chút nhận biết ngươi làm không tốt cùng hàng tống đánh cược nửa tháng liền giải quyết đây quả thực là cái may mắn bút a à. nàng thở dài ta có sự muốn cùng các ngươi nói nửa giờ sau ông nguyên khoan thuyền bên trong thời tình phát ra kêu trên như thế nào tổng gặp được này đó phá sự nàng nghiến răng nghiến lợi. Ghê tởm, nhất định là có ai hòa tan ta may mắn vòng bảo hộ. Nàng ngắm lấy tại tràng mấy cái người, thẩm tuần cùng A Thịnh là cùng một chỗ tới, tại bọn họ tới phía trước, liền bắt đầu phát sinh các loại sự tình. Như vậy, ai mới là suy thần, không cần nói cũng biết. Thời tình xem trì điện trợn mắt. Liền là ngươi đi. Biểu ca quan tới lạnh lùng thoáng nhìn. Ông Nguyên chống đỡ cái tráng xem ra là ta theo nàng xuyên qua liền việc lớn việc nhỏ không ngừng nói đạo lý nàng mới là kia cái suy thần ông nguyên giữ vững tinh thần phân phối a thịnh đừng về chính mình phòng ở tại tình tình khoan thuyền bên trong tùy thời chuẩn bị bảo hộ nàng bọn họ khoan thuyền đều là phòng xếp bên trong trừ chủ nhân phòng ngủ cùng quản gia phòng cũng có một gian khách phòng đúng lúc thuận tiện a thịnh sát người bảo hộ ông nguyên nhìn hướng trì điện Đai lần cùng ta cùng một chỗ dựa vào cái gì a à? thời tình cái thứ nhất không nguyện ý hắn cùng thẩm tuần ngụ cùng chỗ thôi thời tiểu thư A à Thịnh khuyên như quả ao thiếu gia là đối phương số một mục tiêu hắn cùng ôm tiểu thư ở cùng một chỗ là an toàn nhất thời tình lại không vui lòng cũng biết nặng nhẹ chỉ có thể không tình nguyện đồng ý an bài Trì điện không cái gì ý kiến dù sao gian phòng bên trong đồ vật đầy đủ mọi thứ hai cái người liền này dạng thành bạn cùng phòng. Náo loạn như vậy một phen, ai cũng không hào hứng lại đi ra. Thời tình cũng chơi mệt, mang A Thịnh trở về phòng. Thẩm Tuần cũng muốn đi ra ngoài, vừa mở cửa chính đụng vào tóc đỏ quản gia đứng ở bên ngoài. Hắn như là mới từ kia trở về, ông Nguyên nhớ tới vừa rồi tại Tinh Quang Thành cũng không nhìn thấy hắn, không khỏi nhíu mày. Quản gia tự hồ cũng không nghĩ đến gian phòng bên trong thế mà còn có mặt khác người, hơi hơi ngẩn người, hai tròng mắt tại thẩm tuần mặt bên trên đảo qua, rất nhanh khôi phục ôn hòa ưu nhã bộ dáng. Hắn hơi hơi thấp cúi đầu. Tiên sinh. Thẩm tuần nhíu nhíu mày, mỗi lần xem đến này quản gia hắn luôn có loại kỳ quái cảm giác. Này tự hồ không là cái người, mà là cái đề tuyến con rối tựa như. Hắn áp xuống đáy lòng không hiểu cảm xúc, vừa muốn đi, bỗng nhiên nghe quản gia nói câu. Tiểu thư, ngài huynh đệ là muốn ở tại này bên trong sao trì điện triệt để bị tức cười ông nguyên bất đắc dĩ liếc quản gia liếc mắt một cái lúc này nàng nếu là còn nhìn không ra hắn liền là mang treo đùa trì điện ác thú vị kia cũng quá ngu hắn quả nhiên không là đứng đắn quản gia chân chính ngành dịch vụ kia có như vậy không ánh mắt ông nguyên vừa định mở miệng gọi hắn kia mát mẻ kia đợi bỗng nhiên một mảnh bóng râm bao phủ xuống hơi lạnh mềm mại xúc cảm đột nhiên theo môi bên trên truyền tới, động tác thực đột nhiên, mang điểm khí thế hùng hổ, nhưng lạc tại cánh môi bên trên là ôm nhu. Trị điện không hoàn toàn nhắm mắt lại, thấu qua buông thỏng dài mà nồng đậm lông mi, ôm nguyên xem đến hắn đáy mắt tinh tế toái quan. Này cái hôn cũng không tính thuần thục, nhưng cũng không phải không lưu loát lỗ mãn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, như là sợ làm đau ôm nguyên, chỉ nhẹ nhàng mút hôn nàng cánh môi này là cái ngắn mũi hôn, cũng liền kéo dài 3 giây. Trì điện nâng lên đầu, lạnh mặt xem quản gia. Hiện tại biết chúng ta quan hệ. Hắn thanh âm sóng trung đào gợn sóng, khuôn mặt bình tĩnh bên trong mang âm trầm, nhưng từ ôn nguyên góc độ nhìn sang, hắn bên cạnh gò má đều hồng. Trì điện nhanh chóng cúi đầu xem ôn nguyên liếc mắt một cái, chính đụng vào nàng vô ý thức liếm môi một cái. Khi là hắn vừa rồi hôn môi qua địa phương quản gia tươi cười đạm mấy phân, treo con mắt màu xanh lục cùng trì điện lạnh nhạt đôi mắt đối mặt, ánh mắt vừa giao nhau cùng phân. Hắn một lần nữa đeo lên hoàng mỹ giả cười mặt nạ. Rõ ràng, tiên sinh. Vây xem toàn bộ hành trình thẩm tuần ánh mắt phức tạp, tại hai nhân thân bên trên qua lại mấy lần, quay người rời đi ôm nguyên khoan. Ôn nguyên nghĩ thỏ mắt xanh tự nói buổi tối tới tìm nàng, lại nghĩ tới gian phòng bên trong lai lịch không rõ quản gia, vì thế dứt khoát dùng khởi trì điện lý do. Nàng nâng nâng cầm. Nếu biết, vậy ngươi đi thẩm tiên sinh gian phòng bên trong, bảo hộ hắn. Dừng một chút, nàng cố ý xem trì điện liếc mắt một cái, lại lần thứ hai nhìn hướng quản gia. Này bên trong tạm thời không cần ngươi. Tóc đỏ thanh niên mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng, lập tức cười cười, ưu nhã cuối người. Tuân mệnh, ta tiểu thư. Ôn Nguyên phất phất tay, Hắn thuận theo rời đi nàng khoang. Trì điện mặt càng đỏ, cho dù biết ôn nguyên chỉ là vì đẩy ra quản gia mà thôi. Hắn ngồi tại ôn nguyên bên cạnh, dùng ánh mắt dò hỏi. Phát sinh cái gì? Ôn nguyên đơn giản nói cho hắn biết tại bên trong khoang phát sinh sự tình. Xem tới con thỏ sao ta tưởng tượng có năng lực. Trì điện gật gật đầu, nhìn không trụ hỏi. Ngươi còn là không muốn quản chuyện này. Ôn nguyên miếm môi sự tình không phát sinh tại trước mắt nàng đích xác không nghĩ quản nhưng là hiện tại khi cái phòng tắm bên trong thiếu niên sống sờ sờ xuất hiện tại nàng trước mặt còn hướng thẩm tuần cầu viện huống chi nàng nhìn hướng trì điện nhíu mày hỏa nếu là thật đốt tới ngươi trên người kia liền không thể mặc kệ tại nàng trong lòng trì điện sớm đã bị tính vào chính mình bảo hộ phạm vi trì điện nghe này lời nói ánh mắt hơi hơi chợt lóe hắn xem ôn nguyên, muốn nói lại thôi, được đến nàng không hiểu dò hỏi. Như thế nào? Hắn ánh mắt cấp tốc tại nàng môi thoáng nhìn, đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng đi trở về chính mình phòng gian. Ôn nguyên ngồi tại ghế sofa bên trên, dấu hỏi đầy đầu. Trì điện này là như thế nào? Như thế nào đột nhiên liền không cao hứng? Ăn khách phòng phục vụ đưa tới chậm bữa ăn, rất nhanh vào đêm. Ôn Nguyên cũng không ngao đêm ngốc chờ, nàng nên ăn ăn nên ngủ ngủ, thẳng đến một mảnh đen nhánh bên trong, có trọng lượng lạc tại nàng kiên suyết giường lớn bên trên. Nàng đương nhiên nháy mắt bên trong liền tỉnh, nhưng buồn ngủ không hoàn toàn tiêu tán, nàng cũng liền không mở to mắt. Ngươi tới. Con thỏ lại không trả lời, cách mấy giây, bỗng nhiên một cái tay xoa lên nàng mặt, lập tức một cái thân thể đột nhiên đè ép xuống. Ông Nguyên bị này đột biến giật mình, thân thể vô ý thức công đánh ra ngoài nhưng kia người cũng không có như nàng suy nghĩ như vậy ra chiêu, hắn khí tức đột nhiên rơi xuống, hàng tại nàng môi bên trên. Quen thuộc khí tức chụp xuống, ôn nguyên sửng sốt, đã thiết đến một nửa sát chiêu đột nhiên nhất đốn. Này cái hôn tương đương bá đạo, là cùng trì điện ôn nhu hoàn toàn bất đồng ý vị, loạn xạ cỏ sát dây dưa. Một giây sau, nam nhân kêu rên ra thanh, ôn nguyên kéo hắn đầu tóc trở mình, đem hắn áp tại giường bên trên tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng ánh đèn chậm rãi dao động, thông qua màn cửa nhất định trình độ thường chiếu sáng gian phòng. Ôn Nguyên cúi đầu xem giữa ngón tay tóc, như là xích hồng hỏa tại thiêu đốt. Dường bên trên người bị nàng gắt gao đè ép, môi bị cắn phá, nhiễm phải tinh hồng máu dấu vết. Nhưng kia đôi mắt lục bên trong đầy là đắc ý, hắn mang bất cần đời tươi cười nhìn nàng. Ôn Nguyên mặt không biểu tình, đầu gối tại hắn xương sườn gần đây hơi hơi một đỉnh, thành công thu hoạch quản gia kêu đau. Hiện tại nam nhân nhưng thật là mở ra. Thân ái tiểu thư, hắn rõ ràng cười đến tùy ý tùy tiện, nhưng thanh âm vẫn là trước sau như một ưu nhã thân sĩ. Đảng phu nhục nhã đối ta cũng mặc kệ dùng. Ông Nguyên ánh mắt băng lãnh. Ta cho là ta đã rất khoan dung. Không đi truy cứu hắn thân phận, hắn mục đích, hắn lại dám trắng trợn xông vào tới. Ta là tới. Báo tin quản gia cắn răng, theo ôn nguyên thực hiện kịch liệt đau nhức bên trong phun ra này câu nói, lập tức nâng lên không bị giam cầm khác một cái tay. Nếu như ta hiện tại buông tay ra, định vị chip sẽ phát ra tín hiệu. Đến lúc đó ngươi vị trí cũng không an toàn nữa. Ôn nguyên xem quản gia nắm chặt nắm đấm, mặt bên trên mang theo màu đen bao tay, tại di động gian còn có yếu ớt phản quan, hiển nhiên có kim loại thành phần. Nàng hỏi. Găng tay có thể ngăn trở tín hiệu. Quản gia gật đầu, này mới mười mấy giây, hắn liền tại Ôn Nguyên thủ hạ đau ra đầy đầu mồ hôi. In 37624. Hắn nói ra liền là Ôn Nguyên từ đáy biển khách sạn bên trong lấy ra ngực chương bên trên khắc chữ. Ôn Nguyên này mới buông lỏng chút lực đạo, nhíu mày hỏi: "Ngươi từ nơi nào được?" "Đương nhiên là ngươi kia cái mắt xanh tiểu bằng hữu." Quản gia thở dài ra một hơi. Vừa rồi tại Lạc Nhật Thành gặp được hắn đem này cái cấp ta, gọi ta giao cho ngươi, để ngươi giữ gìn kỹ. Hắn sách một tiếng. Hiện tại tiểu bằng hữu thật là tinh lực tràn đầy, hơn nửa đêm còn tại khắp nơi đào mệnh. a à, ông Nguyên lại chậm rãi áp hạ thân, tại hắn hơi tắt nhẽn hô hấp bên trong nhẹ nhàng hỏi. Như vậy có thể hay không nói cho ta, một cái hoàng mỹ quản gia vì cái gì sẽ hơn nửa đêm xuất hiện tại triển lãm châu báu lạc nhật thành bên trong tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2021 09 03 23 16 58 2021 09 04 15 59 28 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Thần kỳ vương phú quý nhi. Thu con sông loạn một cái, cảm tạ tưới tiêu dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thần kỳ vương phú quý nhi. 30 bình, Trừng có này 20 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 87 Chó đất đúng là ta chính mình. Nam nhân luôn yêu thích ngụy trang chính mình. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Một ít nho nhỏ công tác mà thôi. Quản gia cười đến không để ý, ngươi không là rất chán ghét phiền phức sao sao phải để ý đâu. Ông Nguyên xem hắn này phó bất cần đời bộ dáng liền cao mày. Nàng đưa tay xốc lên găng tay của hắn, dùng nó bọc lấy đồ vật bên trong cùng một chỗ cuốn tới chính mình tay bên trong. Găng tay bên trên còn lưu lại quản gia thể ôm, nàng một bên ấn lại quản gia tay, một bên một tay đem nó cầm chắc. Quản gia nhìn mặt mà nói chuyện, thở dài. Làm gì như vậy sinh khí? Bất quá là hôn ngươi một chút lại không là nụ hôn đầu của ngươi. Hắn biểu môi. Giống như ngươi nữ nhân, phỏng đoán đã sớm có không ít nam nhân ôm ấp yêu thương. Nụ hôn đầu tiên. Ông Nguyên lập tức nhớ tới vừa mới xuyên qua kia ngày, nụ hôn đầu của nàng liền bàn giao tại thịnh nhạn minh kia cái vương bát đảng tay bên trong. Thực sự không là cái gì mỹ hảo hồi ức. Nói đến, rõ ràng mới ra tới không đến một cái tháng, nghĩ đến hải thành người cùng sự, phản phất giống như cách một thế hệ. Ôn Nguyên miếm môi một cái, dứt khoát đầu gối lần thứ hai dùng sức đỉnh quản gia xương sườn một chút, hắn bên môi lập tức tràn ra kêu rên. Hắn từ hàm răng bên trong gạt ra một câu nói. Ta chỉ là xem kia cái tiểu tử đắc ý khó chịu mà thôi. Lại nói, bị ta hôn cũng không như vậy thua thiệt đi. Ông Nguyên nghe vậy cúi đầu dựa vào lờ mờ tia sáng xem hắn. Bị áp tại thân hạ nam nhân còn là kia thân chấp sự phục, chỉ bất quá áo khoác không, áo sơ mi cổ áo tản ra, cà vạt lỏng lỏng lẻo lẻo quải. Nhưng hắn thân hình thon dài, chặt khiếp thân eo buộc ở quần tây bên trong, bả vai rộng lớn, chống áo sơ mi thực hảo xem. Nhất hướng chải chỉnh chỉnh tề tề tóc đỏ giờ phút này tán loạn mềm mại rủ xuống giường bên trên, bị ôn nguyên chọc vào tay bên trong. Vốn dĩ hơi lạnh sợi tóc nhiễm thượng nàng thể ôm, sờ tới sờ lui như là mềm mại tơ chất ngược lại là cùng này cái một thân phản cốt gia hỏa hoàn toàn tương phản bỏ đi kia phó tiêu chuẩn đến hư giả thuận theo sát ngoài chân chính quản gia toàn thân trên dưới lộ ra một loại kiệt ngạo sinh cơ hắn ngũ quan duyên dáng thượng nửa khuôn mặt đã là thanh niên người bộ dáng con mắt thâm thúy mà mang trêu tức quá mức nồng đậm hạ lông mi khiến cho hắn thoạt nhìn như là họa cái hung khói hạ nhãn tuyến nhưng hạ nửa khuôn mặt cái cầm tim tim còn lưu lại một tia nhẹ nhàng khoan khoái thiếu niên khí tức hắn cầm rất căng mềm, cùng môi dưới chi gian áp ra một cái lượt sâu lõm, khiến cho này khuôn mặt bên trên tươi cười đều tỏ ra có nhiều hứng thú. Ông Nguyên thần sắc lạnh nhạt, cũng không có bị sắc đẹp mê hoặc, trực tiếp đưa tay cấp hắn một quyền. Quản gia bị này một quyền nện đến bất ngờ không kịp đề phòng, mặt hướng một bên lệch qua rồi. Chờ hắn phản ứng lại đây khi, một mặt kinh ngạc sờ chính mình tuấn mặt, trừng lớn mắt nhìn hướng ôn nguyên. Ôn nguyên thu tay lại, nhàn nhạt trả lời. Một cái bổng tri thức, mặc kệ là nam hay là nữ, không để ý ý nguyện của người khác làm ra không thỏa đáng cử động đều là ít quấy rối. Quản gia bị này cái hào không thương hương tiết ngọc gia hỏa chấn kinh. Ôn Nguyên vùi đầu đem kia cái găng tay cầm chắc, cẩn thận nhét vào chính mình ngực. Ta vốn dĩ cho là ngươi là cảnh sát, hoặc là quân đội người. Nàng nói đến đối hắn thân phận suy đoán thời điểm, rất rõ ràng cảm giác đến hắn cười nhạo vì thế càng thêm xác định chính mình nội tâm suy đoán nàng xem quản gia kia phó lơ đỉnh bộ dáng này gia hỏa thậm chí đưa tay sờ sờ chính mình môi bên trên máu dấu vết nhưng ngươi thường xuyên vắng mặt tăng thêm hôm nay đi lạc nhật thành ngươi là tặc ông nguyên ngữ khí không cái gì nhiệt độ cho nên ngươi so khác quản gia đều chuyên nghiệp chuyên nghiệp đến hơn nửa đêm không ngủ chờ hắn trở lại còn tự thân đem người đưa tiễn lâu bảo đảm nàng không tại gian phòng bên trong, cũng liền không biết hắn động tĩnh. Quản gia tay nhất đốn, tại hắc ám bên trong, kia đôi xanh lục con mắt nhìn lên tới tựa như là màu đen. Ông Nguyên hơi hơi nhất cầm, theo cao nơi xem kỹ hắn. Mặc kệ là khách cũ còn là công tác nhân viên, lên thuyền phía trước đều sẽ đi qua kiểm an. Ngươi trên người kim loại cùng hỏa hương vị. Đương nhiên có thể là thông qua cái gì đường tắt dấu thương, nhưng cũng hứa căn bản liền là khác mùi. Nàng nói đến khát mùi lúc, quản gia tươi cười không thay đổi, nhưng binh vương năng lực tùy tiện nhìn ra sơ hở. Quá mờ, ông Nguyên cúi người xích lại gần, khoảng cách gần nhìn chăm chú hắn hai mắt. Ta nhớ đến thuyền đến thứ hồng bán đảo phía trước, sẽ có một trận pháo hoa tú. Lần này, quản gia tươi cười bảo trì không trụ. Hắn khóe miệng hơi hơi trầm xuống, trong mắt tại hắc ám bên trong hơi phóng đại, này người là như thế nào đoán ra được như vậy nhiều kỳ thật cũng không có đoán ra được như vậy nhiều ông nguyên đoán ra hắn nội tâm suy nghĩ đồng dạng trả lời nàng thần thái nhẹ nhõm cư cao lâm hạ chỉ là lừa ngươi mà thôi một bắt đầu nàng nói ra ta vốn dĩ cho là ngươi là cảnh sát hoặc là quân đội người lúc kỳ thật trong lòng cũng không xác định là hắn biểu tình nói cho nàng đáp án quản gia một đôi mắt rốt cuộc bất phục phía trước nhẹ nhõm tản mạng giờ phút này như chim ưng mà nhìn chầm chầm vào ôn nguyên, một lần nữa xem kỹ nàng. Mấy giây sau, hắn cười khẽ. Như thế nào, ngươi muốn lo liệu chính nghĩa, đem ta đưa đến thuyền trưởng kia bên trong. Ôn nguyên nhíu mày. Cũng không về phần. Nàng dứt khoát buông tay ra, theo hắn trên người phiên trở về giường bên trên, lập tức nước chảy mây trôi ngẩng lên chân một đá, đem hắn đạp xuống giường. Quản gia bị thô bạo đối đãi lăn xuống tại thật dày địa thảm bên trên. Hảo tại khoang thuyền bên trong cách âm vô cùng tốt, nếu không lúc này trì điện hẳn là xông tới. Ông Nguyên không kiên nhẫn. Đồ vật đưa đến, ngươi có thể lăn. Nàng tâm lý nắm chắc, quản gia phiền muộn phí lực lên thuyền, còn phí đi sức chính trâu hai hổ được đến, quản gia, thân phận, tất nhiên không là hướng về phía cái gì tiền trinh tới. Huống chi? Còn tại pháo hoa tú thượng làm tay chân hắn đại khái xuất là để mắt tới cái gì quý giá đồ vật, đến mức cho dù là đối mặt nàng này viết khoan thuyền đều không cái gì vơ vét hứng thú. Gian phòng có hay không có bị lật qua lật lại qua, nàng còn là nhìn ra được. Nàng không là nghĩa cảnh, đối này loại sự tình không cái gì hứng thú, banh con ruồi tựa như vất vất tay. Ta không sẽ hỏi đến ngươi sự tình, ngươi cũng đừng đến phiền ta. Quản gia bị nàng này qua sông đoạn cầu thái độ kinh ngạc đến ngay người, hai tay chống địa thảm ngồi tại mặt đất bên trên, nửa ngày không nói ra lời nói. Hắn xem kia cái trở mình, mắt thấy là phải lần thứ hai ngủ thân ảnh, khó có thể tin. Ngươi không muốn biết này ngực chương là làm gì sao? Ông Nguyên nằm nghiêng chống đỡ đầu. Ngươi biết này là làm gì? Quản gia hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Các ngươi buổi chiều tại Tinh Quang Thành gặp được kia cái trung niên người gọi Murphy, kinh doanh màu xám sản nghiệp làm giàu dừng một chút, lại mở miệng lúc, hắn thanh âm chán ghét. Hắn có cái buồn nôn yêu thích. Yêu thích 16 tuổi trở xuống thiếu niên. Ôn Nguyên tĩnh lặng, lập tức hỏi. Cho nên buổi chiều kia cái không là hắn nhi tử. Hắn là có cái nhi tử, quản gia ngữ khí trào phúng. Nhưng cũng không là thuyền bên trên này cái. Hoặc giả nói, này đó. Hắn chỉ là dựa vào nhi tử như vậy cái danh nghĩa, giải thích thiếu niên lai lịch người dễ, người mua. Ông Nguyên ánh mắt chớp lên, đột nhiên phát giác đến càng đáng sợ một cái sự tình. Lên thuyền đều muốn đăng ký, mà mỗi cái người hộ chiếu cùng thân phận chứng minh bên trên đều sẽ đánh dấu xuất ngoại biểu đặc thù, như màu tóc, màu mắt chi loại. Mà này đó đều là mạng lưới liên lạc. Như quả Murphy có thể sử dụng chính mình nhi tử thân phận cấp mua được thiếu niên lừa dối quá quan, vậy nói rõ hắn, hàng, đều cùng hắn nhi tử lớn lên rất giống này sự nhi không thể nghĩ sâu lệnh người buồn nôn ôn nguyên nhíu lại lông mày nằm một hồi trả lời ngươi tốt nhất là muốn trộn hắn đồ vật bingo quản gia cười hì hì hướng sau vừa ngã nằm tại địa thảm bên trên như vậy xem tới chúng ta mục đích nhất trí đâu hắn tại hắc ám bên trong nhìn hướng ôn nguyên phương hướng Người kia cái tiểu bằng hữu liền tại sưu tập liên quan tới giao dịch manh mối hiện tại xem tới bọn họ, hàng, không là tại bên trong khoang thuyền khu liền là tại cái đáy kho hàng. Cho nên này ngực chương liền là có thể mở ra bên trong khoang thuyền khu phòng cửa chìa khóa. Ông Nguyên như có điều suy nghĩ đè lên ngực. Nhưng là đồng thời, nó có thể bị định vị. Không sai. Quản gia nhún vai. Mộng đẹp vườn hoa bảo vệ thực nghiêm, ngươi tiểu bằng hữu có thể đem nó cải tạo thành không thời gian hạn chế, đã thực không dễ lúc cuộc này đồ chơi vốn dĩ mỗi ngày đều yêu cầu đánh tạp thiết lập lại. Ông nguyên trầm mặt mấy giây. hắn hiện tại ở đâu? ai biết được? quản gia hai tay ôm đầu nằm tại mặt đất bên trên. khả năng đã quải, hắn tiếng nói xuống dốc, chỉ nghe lạc địa thủy tinh lấy hơi cửa sổ kẹt kẹt, một tiếng đẩy ra. Ông nguyên một cái xoay người nhìn hướng kia bên, sững sờ nửa giây, rõ ràng nó là khóa lại a. À. một giây sau. Một thân ảnh đỉnh màn cửa nhẹ nhàng linh hoạt theo chật hẹp lấy hơi cửa sổ phiên đi vào, linh hoạt đắt quả thực không giống loài người. Đáng tiếc điểm rơi không tốt lắm, hắn lập tức dẫm tại quảng gia trên người. Quảng gia đem miêu tả sinh động kêu thảm tạp vào cuốn họng bên trong, kìm nén đến chỉnh cái người đều giống như tôm đồng dạng cuộn lên tới. Khi bóng người hiển nhiên cũng giật nảy mình, bận biệu nhảy ra. Ông Nguyên lộ ra lờ mờ tia sáng xem giường phía trước thân ảnh, nhíu mày rất nhanh con thỏ liền mở miệng. Đồ vật đâu? Nghe được quen thuộc thanh âm, Ôn Nguyên mới từ tình trạng báo động trầm tỉnh lại. Nàng đưa tay án mở đèn đầu giường, quả nhiên thấy thỏ mắt xanh tử chính từ cầm đem mặt nạ nhất xuống tới. Ôn Nguyên lại không nhúc nhích, nhíu lại mi gian hỏi hắn. Ngươi như thế nào cao lớn? Con thỏ ngẩng người, Ôn Nguyên lại nhìn về phía hắn đầu tóc. Màu tóc cũng biến sâu chút. Không đợi trả lời, con thỏ liền thấy ôn nguyên không biết như thế nào nháy mắt bên trong đi tới trước mắt. Nàng hơi hơi nhón chân lên, đầu tiên là so đo hắn thân cao. Hiện tại ước chừng 178. Sau đó, lại đưa tay nắm bắt hắn cầm tả hữu bẻ động, tử tế tường tận xem xét. Nhìn lên tới cũng không là giả mặt. Con thỏ rốt cuộc phản ứng lại đây, tức giận bám lấy cánh tay ngăn nàng. Hôm nay ngươi không là gặp qua sao? Súc cốt thuật, còn là các ngươi mẫu đơn quốc truyền tới. Ôn Nguyên kinh ngạc, thật là có này đồ chơi. Nàng binh vương năng lực đều không bao dung này cái A. Ôn Nguyên tấm tắt lấy làm kỳ lạ, vòng quanh con thỏ xoay quanh, còn nhịn không trụ đưa tay đi sờ. Sờ một cái chi hạ, nàng mới chú ý đến, hắn giờ phút này không hề giống lần thứ nhất thấy lúc như vậy thon gầy, cơ bắp trôi chảy có độ, chỉnh cá nhân thân tư cao dài mềm dẻo, như là tại điện ảnh bên trong xem qua người nhện cái này cũng quá thần kỳ, ôn nguyên đầy mặt giật mình. Thế mà có thể đem thân hình hoàn toàn biến thành khác một bộ dáng. Này là làm sao làm được? Con thỏ mặt chính là một thân bó sát người áo đen, đem thân hình phát hỏa đắt càng thêm chập trùng xinh đẹp. Hắn mặt bên trên ửng đỏ, tức giận đưa tay, ba đem ôn nguyên tay đánh mở. Đủ đủ. Hắn ghét bỏ. Nhìn ngươi này không thấy qua việc đời bộ dáng. Bên cạnh biên quản gia từ từ toát ra một câu gió mát lời nói. Một cái bổng tri thức, mặc kệ là nam hay là nữ, không để ý ý nguyện của người khác làm ra không thỏa đáng cử động đều là ít quấy rối. Ông Nguyên không phản ứng hắn, chỉ hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn con thỏ. "Vậy ngươi sẽ dịch dung sao?" "Ngươi mặt là thật sao?" Dừng một chút, nàng lại có chút hăng hái hỏi. "Ngươi gương mặt thật, rốt cuộc là cái gì dạng?" Con thỏ dùng kia đôi mắt xanh bình tĩnh xem nàng, bỗng nhiên lộ ra một cái mỉm cười. Ai biết được? Hắn lười biến trả lời. Tác giả có lời muốn nói. Con thỏ thú vị lên tới thuận tiện, xem đại gia hứng thú bừng bừng thảo luận ai mới có thể có đến ôn nguyên nụ hôn đầu tiên, ta đều ngượng ngùng nhắc nhở đại gia. Chương một liền bị cẩu thịnh tử cấp. Cảm tạ tại 2021-09-04-15-59-28-2021. 09, 04, 23, 33, 58 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ A cảm tạ tưới tiêu dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ha 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 năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 88 Hoàng khố đúng là ta chính mình. Nam nhân là tiêu hao phẩm. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đưa tiễn hai cái ôn thần sau, ôn nguyên đã ngủ không được. Nàng nằm tại giường bên trên nghỉ nửa ngày, còn lại đứng lên đi gõ trì điện cửa. Đai lần, ngươi ngủ sao? Trì điện thanh âm rất nhanh vang lên. Cửa không khóa. Ôn nguyên vào hắn phòng ngủ. Không biết nói vì cái gì, ngủ người phòng ngủ luôn có loại hỗn hợp nhiệt độ chủ nhân khí tức. Tại này nửa đêm, hắc ám lại ấm áp gian phòng làm người thực có an toàn cảm giác. Ôn Nguyên chân trần, tại một mảnh đen nhánh bên trong chuẩn xác không sai lầm sờ lên trì điện giường, nhưng đảo cũng không phách lối đến trực tiếp tiến vào nhân gia ổ chăng. Nàng tựa tại mềm bao đầu giường, trực tiếp áp tại hắn chăn bên trên, một bên suy tư một bên nói. Con thỏ tay bên trong có có thế mở bên trong khoang thuyền vạn năng. Chìa khóa, nhưng là nó sẽ bị định vị. Những cái đó bị lừa bán người, đại khái suất là tại bên trong khoang thuyền khu hoặc kho hàng khu. Ông Nguyên dừng một chút. Người bán đã bắt đầu giao hàng, bọn họ phục vụ tự hồ phi thường đúng chỗ. Trì điện tại chăn bên trong giật giật, mang bối rối thanh âm vang lên. Vì cái gì như vậy nói? Ông Nguyên miếm môi. Murphy là định chế hàng hóa mới có thể đối được hắn nhi tử hộ chiếu. Nhưng người mua khác chưa chắc là này dạng. Murphy khẩu vị đặc biệt, lựa chọn đều là có thế cùng hắn nhi tử đặc thù đối đắc thượng. Cũng đừng, người mua chưa chắc có như vậy biến thái. Nếu như là này dạng, hàng hóa lại là cái gì thời điểm lựa chọn, mà rời thuyền lúc lại thế nào nghiệm chứng thân phận. Này thuyền bên trên, nhất định là có tiến hành chọn lựa cùng đưa hàng đường tắt. Ông Nguyên thở dài. Xem tới này sự tình mặc kệ cũng muốn xen vào. Qua ba giây, trì điện mới lại tại chăn bên trong động một chút hắn hiển nhiên thực khốn ở vào nửa mê nửa tỉnh biên duyên cụ thể biểu hiện là hắn vươn tay như là nghĩ muốn kéo chăn để cho tiện kịp thời phản ứng ôn nguyên tại kim sang hô đảo liền dưỡng thành thói quen không lại xuyên váy ngủ sửa xuyên bó sát người áo ngực sau lưng và góc bẹp quần đùi trì điện này một chút liền theo tại ôn nguyên đùi bên trên nhưng hắn không có giống bình thường đồng dạng bị nóng tựa như rút tay về, mà là mơ mơ màng màng đem đầu theo chăn nếp uống bên trong mọc ra tới, còn thượng hạ sờ sờ ôm nguyên chân. Không mang theo bất luận cái gì dục vọng này loại chạm đến, hắn nhíu mày. Ngủ có thế đừng xuyên như vậy ít sao. Ngươi chân hảo lạnh. Ông Nguyên không biết nên khóc hay cười. Ngươi cha vị hảo trọng. Trì điện tại mơ hồ bên trong bị nàng chọc cười, thu tay lại, này mới mở to mắt nhìn nàng. Từ từ, Murphy là ai? Ông Nguyên này mới phản ứng lại đây, này đó tin tức là vừa rồi theo quản gia nơi thu hoạch. Nàng nháy mắt bên trong dừng lại không thể gạt được trì điện, hắn lập tức chống đỡ khởi thân thể nhìn hướng nàng. Vừa rồi có người tới qua. Hắn đối với cái này phản ứng chi linh mẫn vượt qua ôn nguyên dự kiến, nàng gật đầu, đem vừa rồi sự tình nói một lần. Đương nhiên, tỉnh lược quản gia ít quấy rối nàng nói xong, lại bắt đầu lôi kéo khác một cái chính mình phỏng đoán. Ngươi nói người bán có thể hay không có giả trang thành viên công? Hoặc là nhân viên bị bọn họ thu mua? Không. Nếu là giả thiết đắt lớn mật một ít, có thể hay không thuyền bên trên là ngầm đồng ý này đó sự tình. Trì điện tại hắc ám bên trong yên lặng vẫn duy trì vừa rồi tư thế, qua năm giây mới trả lời. Bọn họ liền hàng không tại ngươi giường bên trên. Ông Nguyên chúng ta có thể hay không trước nói chính sự. Ngươi có hay không có cân nhắc qua, trì điện trở mình nằm thẳng. Chúng ta kỳ thật cũng tại bọn họ mục tiêu khách hàng phạm vi bên trong. Ông Nguyên ngẩn ra một chút. Ngươi ý tứ là, có thế mua được hàng, thế nhất định được có tiền. Này loại phạm tội hoạt động bí quá hóa liều tại thuyền bên trên tiến hành, đối mặt khẳng định là không phú thì quý người. Hắn quay đầu nhìn hướng ôn nguyên. Này thuyền bên trên còn có so ở tại hoàng gia xa hoa khoan thuyền người càng có tiền sao. Ông Nguyên xem hắn, đen xì gian phòng bên trong chỉ có thể mơ hồ xem đến hắn thân hình. Ngươi là nói. Lấy khách hàng, thân phận cùng bọn họ tiếp xúc. Nàng lông mày chậm rãi nhíu lên tới. Này cũng là cái biện pháp. Nhưng là đối phương nhất định cũng làm đủ chuẩn bị, không phải làm vì trinh sát, con thỏ cũng không sẽ đến nay đều không sờ đến bọn họ hang ổ tuyển hàng chưa hẳn có thể ở trước mặt chọn lựa coi như tuyển hơn phân nửa khả năng cũng là trực tiếp đưa ra nghĩ đến Murphy, nhi tử không ra mấy chục giây liền mất đi chống cự bộ dáng phạm tội đội khẳng định có khống chế bọn họ thủ đoạn ân ừ. nhưng nàng có thẩm tuần a ôn nguyên tinh thần con hàng này phía trước tại kim sang hô liền mân mê rất nhiều bình thuốc nhỏ trong đó không thiếu thuốc giải nàng kích động đến nhảy lên một cái túng trì điện chạy đến thẩm tuần khoan thuyền cửa ra vào phá cửa. Gõ có 3 phút đồng hồ, thẩm tuần mới một mặt áp suất thấp địa xuất tới. Hắn mở vạt áo, lộ ra đại phiến cơ ngực cơ bụng, xem hai cái quần áo không chỉnh tề người, không cao hứng. Xin lỗi, ta đối 3P không hứng thú. Trì điện mặt không biểu tình đẩy cửa ra, đập tại thẩm tuần đầu bên trên, đắc hắn một tiếng kêu đau. Ba người cùng một chỗ quần áo không chỉnh tề thương lượng thẩm tuần che lại cái trán thở dài. Ta liền biết ngươi này người liền yêu chọc phiền phức. Cari gia tộc đã giúp chúng ta. Ông Nguyên miếm môi. Liền làm trả nhân tình đi. Ta xem ngươi là bởi vì Cari nhà là phụng giáo hội mệnh lệnh tới ra, mới như vậy nhiệt tâm đi. Thẩm tuần phiên cái bạch nhãn, ông Nguyên xem hắn. Còn nhớ đến con thỏ nữ sĩ sao? Trì điện nhìn hướng nàng, nghe ôn nguyên nửa câu nói sao? Nghe đi ăn, Kari nói, nàng liền là bị bán đi. Mười tới tuổi nữ đồng bị đào trong mắt, độc tâm cổ họng, chính là vì thỏa mãn một ít biến thái tàn nhẫn yêu thích. Muốn không là đi an cứu nàng, chỉ sợ kia hài tử mấy năm trước cũng đã bị đùa bẩn đến chết. Thẩm tuần tâm thanh. Này thế giới tổng có đáng sợ hắc ám đến lệnh người giận sôi một mặt, tại này bên trong, người tổng có thế đổi mới đối với nhân loại hạng cuối tưởng tượng. Ông Nguyên thở ra một hơi. Nàng vốn dĩ không nghĩ quản, nhưng hết lần này tới lần khác tựa như là vận mệnh, luôn có người đem cái này sự tình đẩy lên nàng trước mắt. Nàng tự dễ cười cười, liền nghe được bên cạnh trì điện trầm giọng phân tích. Khi đầu tiên muốn trước cầm tới giao dịch, vé vào cửa, ít nhất phải có thế mở khải giao dịch, còn lại sự tình mới sẽ phát sinh. Cái này là khổ nhất buồn mực bộ phận. Như quả truy cầu bí ẩn, hẳn là bọn họ chọn lựa, người mua, mà không là người mua đi tìm bọn họ. Ông Nguyên xoa cái cầm, một mặt ảo não. Thời gian không nhiều lắm. Ta có phải hay không nên đóng vai thành cái lão sắc phê, mới tương đối hảo để cho bọn họ mắc câu. Nàng xoa xoa cái cầm tay nhất đốn, lập tức yếu ớt quay đầu, nhìn hướng bên cạnh một cái thanh lãnh một cái yêu diễm hai cái nam nhân. Thẩm tuần cùng trì điện liếc nhau, đồng thời rùng mình một cái. Sáng ngày thứ hai, một ít ở tại mạng thuyền khoan thuyền dậy trễ trụ hộ liền bị vui cười thanh đánh thức. Bọn họ phần lớn nhíu mày chú chửi một câu, nơi này cách hồ bơi lộ thiên khu giải trí quá gần, buổi tối phải rất muộn mới có thể yên tĩnh điểm. Cũng không biết nói này đó đáng chết có tiền người cái gì mau bệnh, còn chưa tới giữa trưa liền chơi thượng. Ông Nguyên xinh đẹp thân hình như là mỹ nhân ngư bàn, phá vỡ bể bơi bên trong xanh lam nước. Bể bơi phân hai tầng, làm thành lui đài bộ dáng thượng tầng là VIP chuyên dụng khu vực, sau khu bình thường cao hơn 1m5 tả hữu. VIP bể bơi khu cùng khu bình thường liền nhau biên duyên là thủy tinh, có thể rõ ràng xem đến nghịch nước nam nữ. Hành khách đông đảo, bên bể bơi có rất nhiều tới chơi nước hành khách. Không ít người chính từ công cộng khu hồ bơi lớn một bên ngẩng đầu, xa xa nhìn hướng VIP khu tuổi nhỏ nhiều kim tuấn nam tịnh nữ. Nữ nhân du xong một vòng, ghé vào bể bơi khác một bên nghỉ ngơi anh tuấn trẻ tuổi nam nhân nửa quỳ hạ thân, thập phần thân mật cùng nàng nói chuyện. Khu bình thường đám người có thể xem đến nữ nhân trắng đến phát sáng sống lưng, lấy cùng nam nhân xinh đẹp cơ bắp đường cong. Hắn xuyên về chừng hẹp quần bơi, bắp đùi thon dài bên trên cơ bắp trôi chảy vui mắt, không ít nữ nhân đều nhìn mà trợn tròn mắt. Tràn cảnh hương diễm, nhưng thẩm tuần giờ phút này chính cắn răng, theo hàm răng gạt ra một câu. Có tất yếu xuyên thành như vậy sao? Ông Nguyên dù bận vẫn ung dung thưởng thức hắn mặt bên trên cường lực che giấu co quắp cùng xấu hổ. Ngươi không là thực dũng sao? Ta nhớ đến tại Kim Sang Hô còn muốn ta cùng tình tình nhìn xem ngươi nhan sắc tới. Thẩm tuần liền là cái đánh pháo miệng, khi trải qua được thật kỹ năng. Hắn kéo ra một cái giả cười, ra vẻ thân mật xoa lên ôn nguyên mặt nhéo nhéo, lập tức đứng dậy, như được đại xá rời đi. Ôn nguyên sờ sờ bị bóc hồng mặt ngươi thật dám xuống tay a à. thời tình thâm trầm xem thẩm tuần thoát đi bóng lưng con hàng này như thế nào hồi sự a thịnh cũng thực mộng như thế nào ngủ vừa cảm giác dậy ôn tiểu thư thay đổi cái bộ dáng xem kia bại lộ đồ tắm ít đắt cảm thấy khó xử vải vóc còn có kia tùy tiện thái độ sách a thịnh cảm thấy mặt bên trên nóng bỏng bận bịu dời tầm mắt trong lòng xoắn suýt muốn hay không muốn chụp hai trương phúc lợi cấp thiếu gia gửi tới thời tình ngồi không yên, đứng dậy đi hướng ôn nguyên. Kỳ thật nàng bikini cũng không chặt chẽ đi nơi nào, mà dù sao vẫn luôn là này cái phong cách, ngược lại không bằng ôn nguyên tương phản đại. Ôn nguyên chính từ ao bên cạnh chống đỡ khởi thân thể, trôi chảy thân thể đường cong khoát lên đầm nước, tóe lên ống ánh dọc nước. Thời tình khí thế hùng hổ đi tới, nhưng vừa đi đến nàng trước mặt, mặt liền trước hồng. Nàng cúi đầu xem ôn nguyên, này cái thị giác không muốn quá kích thích ngược lại ôn nguyên chống tại ao bên cạnh ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái nàng thoải mái mà nâng khởi một cái tay một tay ổn ổn chống đỡ chính mình tình tình kéo ta đi lên sách này lúc này nhớ tới ta thời tình miệng chê nhưng thân thể lại thành thật đưa tay kéo ôn nguyên lại bị đối phương dùng cự đại lực đạo mang xuống nước nàng mở to hai mắt xem ôn nguyên lộ ra nụ cười như ý hai cái dáng người hoàng mỹ trẻ tuổi nữ hài liền như vậy rít gào rơi trở về bể bơi, kích thích rất lớn bọc nước. Ao nước chấn động, theo bên bể bơi duyên thủy tinh tường đột nhiên tràn ra đi. Ra tới như vậy lâu, thời tình hôm nay mới rốt cuộc tìm được điểm nghỉ phép cảm giác. Các nàng mấy cái như là bại gia nhị thế tổ, cao điệu trương dương. Brun là tại bên bể bơi ăn, còn mở mấy bình rượu ngon. Trong lúc ba cái Mỹ Nam vần quanh, ầm ỉ phóng túng, dẫn đắt vô số ánh mắt, tự theo tiền cổ cải thiện thể chất sau, ôn nguyên đối cùng nại thụ cũng thẳng tắp lên cao, mấy bình rót hết cũng chỉ là hơi có chút nóng mặt mà thôi. không tại này bên trong nháo bao lâu, vip bể bơi người cũng nhiều lên tới. trong đó không thiếu cách giảm đầu chen vào vip khu ham tiền nam cùng bên ngoài, nhìn thấy ôn nguyên mấy người hành sự, đều như có như không tiến tới, thậm chí có lớn mật trực tiếp ngồi vào bên cạnh bọn họ bắt chuyện, ôn nguyên chỉ cười nâng chén. Uống rượu lại nói tiếp. Hiển nhiên một cái hoàng khố. Thời tình vốn dĩ liền là mê chơi tính cách, cùng cán bộ kỳ cựu đồng dạng ôn nguyên cùng một chỗ lâu, kìm nén đến chính mình cũng vật hệ. Này lần khó khăn giải cấm, lúc này điên đắc bay lên. Chờ ôn nguyên thấy được nàng chính đứng tại bên bể bơi, sách ngược hai bình sâm ban hướng quỳ tại mặt đất bên trên một nam một nữ hai cái biểu tình say mê giả người mẫu trên người tưới lúc, vừa mới 12 giờ trưa. Ôn nguyên này bạch nhật tuyên dâm có phải hay không tới quá rất thật. Nàng thở dài, bỗng nhiên gương mặt bên trên lạc một cái mềm mại hôn. Ôn Nguyên vô ý thức cho rằng là trì điện, ngẩng đầu một cái lại đối thượng tại dưới thái dương dạng màu xanh biết hai tròng mắt. Quản gia tóc đỏ bị ánh nắng chiếu lên như là ngọn lửa, đối ôn Nguyên lười biến cười cười. Như thế nào không mang theo ta chơi đâu. Ta tiểu thư. Tác giả có lời muốn nói. Ôn Nguyên ai đến cũng không có cự tuyệt hình thức on. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 89 Lão đại đúng là ta chính mình. Nam nhân muốn học một chút phòng thân thuật. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ông Nguyên xem đến hắn liền chán ngán, nàng hỏi. Ngươi giữa ban ngày còn muốn xuất hiện a? À? Đều nói không cần hắn hầu hạ, như vậy chuyên nghiệp hảo tại quản gia lại không cái gì vượt qua cử động, đại khái còn nghĩ chính mình nhân thiết. Trên thực tế, vừa rồi kia một chút cốc độ cũng rất vi diệu, nếu là người khác xem đến, đều sẽ cho là hắn là tại xích lại gần đối ôn nguyên nói lời nói. Hắn nhìn phía xa tử trì nhục lâm, nhàn nhàn hỏi. Người này là nhất định phải quản. Ôn nguyên không nhìn hắn, hơi hơi dơ lên khóe miệng, làm vì đối hắn chỉ số thông minh khẳng định. Không có cách nào quản gia cúi đầu xuống vừa định hỏi, liền nghe nàng làm bộ thở dài. Ta quản gia bất tranh khí, chỉ có một thân bản lĩnh, lại không bản lãnh làm cái nước cờ đầu cấp ta. Quản gia da mặt thẳng trừ, vạn ác nhà tư bản, mặc kệ cái nào thân phận đều muốn bị nghiền ép sao. Ông Nguyên đuổi người. Không có việc gì liền đi đi thôi, đừng tại đây thêm phiền. Quá chậm. Quản gia nhàn nhạt nói. Ta tới giúp ngươi một chút đi hắn liếc ôn nguyên liếc mắt một cái ngươi hộ đến chính mình người sao ôn nguyên bị này câu nói hỏi được không hiểu ra sao ngẩng đầu nhìn hắn cây dù biên duyên ánh nắng mãnh liệt nàng thấy không rõ quản gia thần sắc đương nhiên nàng trả lời hắn phát ra nhàn nhạt một tiếng cười nhạt như là tại cười lập tức ưu nhã cúi người quay người rời đi ôn nguyên bị hắn này một bộ cử động khiến cho sững sờ trì điện rất nhanh ngồi vào bên người nàng. Có người mẫu nữ lại gần, mặc kệ là cái nào thế giới, cái gì giới tính, đều sẽ có mang ăn ý tâm tư người xuất hiện, bị trì điện lặng lẽ trừng trở về. Ông Nguyên cố ý ý vị không rõ cười cười, xem kia phong yêu đôi chân dài nữ người mẫu. Sách, thuộc nữ điểm, chúng ta tiểu thiếu gia không tốt này khẩu. Nữ người mẫu rốt cuộc tại danh lợi tràn lan lộn không là một ngày hai ngày, cực có ánh mắt nàng sớm nhìn ra tới ôn nguyên là mấy cái người bên trong làm chủ kia cái, bị trì điện trừng liếc mắt một cái chút nào không toát ra khó xử, ngược lại thuận thế ngồi tới mặt đất bên trên, khoanh tay phục tại ôn nguyên đầu gối, dùng xinh đẹp con mắt thủy doanh doanh nhìn nàng. Khi đại tiểu thư hảo này khẩu sao? Ôn nguyên. Ngươi này tùy cơ ứng biến cấp ta chỉnh không sẽ. Nàng phát hiện chính mình tựa hồ cùng vừa mới xuyên tới khi phát sinh biến hóa rất lớn mặc dù nàng này người ưu điểm lớn nhất liền là không sợ hãi nhưng lúc đó thân không nơi nương tựa trận coi như đến đằng sau bán thành tiền bách bảo trương được đến thùng thứ nhất tài chính sau tại cùng hàng tống đánh cực lúc cũng còn là tiểu tâm cẩn thận cẩn thận cho tới bây giờ không là xấu sự tình nhưng lúc đó nàng căng đến quá gấp mà đi qua kim sang hô nhất chiến nàng bây giờ càng buông lỏng chút cũng có lẽ là tự thân cường đại lực lượng cho phép ôn nguyên không chút nghi ngờ coi như hiện tại chính mình lần thứ hai người không có đồng nào, cũng sẽ không có bất luận cái gì e ngại. Tự như là tránh thoát trói buộc, quả nhiên tuyệt đối lực lượng mới là an toàn cảm giác nơi phát ra. Ông Nguyên xem bể bơi bên trong bay nhảy người, không tự giác có chút muốn thở dài. Nàng không là vui nháo người, như vậy diễn cho tới trưa, thực sự đã có chút ngán. Cũng không biết nói những cái đó mỗi ngày tầm hoang tác nhạc các nhị thế tổ rốt cuộc theo bên trong được đến cái gì lạc thú. Liền tại này lúc, bỗng nhiên theo vip bể bơi khu nhập khẩu tràn vào tới một nhóm người. Này khu vực không nhỏ, vốn dĩ trừ ôn nguyên cũng có tốt 5 tốt 3 người. Bất quá các nàng này một bên hiển nhiên là kiêu căng nhất, nhất ầm ỉ. Mà mới tới, là một cái nữ nhân, mang theo 4 năm cái tùy tùng. Ôn nguyên nhàn nhạt ngẩng đầu, xa xa liếc qua, đại khái phân biệt ra được trong đó hai cái là vệ sĩ, còn lại đều mặt mát mẻ, nam tuấn nữ tịnh cùng bọn họ này một bên phối trí không sai biệt lắm, khác nhau liền là kia mấy cái người địa vị đều thấp hơn kia nữ nhân, cùng tại nàng phía sau. Mà nữ nhân phía sau bể bơi khu nhập khẩu, một màn màu đen góc áo đột nhiên biến mất. Ông Nguyên không để ý rũ xuống mắt. Xem tới cái này là quản gia, hỗ trợ, này nữ nhân ở tại VIP khu, kia đại khái xuất là người mua. Nàng chính nghĩ ngợi tới như thế nào không cô phụ quản gia hỗ trợ, không để lại dấu vết cùng này cái nữ nhân thành lập liên hệ, bỗng nhiên bể bơi bên trong soạt một tiếng. Sở hữu người tầm mắt đều bị hấp dẫn, chỉ thấy hai cái nam nhân theo nước bên trong ló đầu ra tới. Ông Nguyên mí mắt co lại, xem trì điện cùng thẩm tuần hai cái nam mỹ nhân ngư. Bình thường xem quen thuộc cảm giác còn hảo, nhưng hiện tại ánh nắng bể bơi, khắp nơi đều sáng lấp lánh, tỏ ra này hai người cũng càng phát lóa mắt lên tới đặc biệt là hai cái người tại một khối quả thực là một một hai sát thương lực đặc biệt hai người phong cách bất đồng so sánh tiên minh mãnh liệt càng làm cho không người nào có thể dời tầm mắt ông nguyên thực lão phụ thân bắt đầu hối hận thật không nên để cho bọn họ xuyên như vậy khẩn lại ngắn quần bơi a à. nàng thở dài hoàn toàn không biết nói chính mình tại người khác mắt bên trong cũng là không cách nào coi nhẹ tồn tại bể bơi bên trong Trì điện cùng thẩm tuần tự hồ bởi vì cái gì ầm ý hai câu, cuối cùng còn là tuổi tác lớn chút thẩm tuần buông tay, làm cái, phai, thủ thế liền chống đỡ bên bể bơi duyên leo lên. Trì điện tại bể bơi bên trong như là đại kim mau tựa như vẫy tóc, dọc nước theo hắn đầu tóc cùng làn da bên trên vẫy ra tứ tán. Hắn hơi có vẻ bực bội giơ tay nhéo nhéo sau gáy, lập tức cũng lên bờ. Hai người một trước một sau hướng bên này đi tới, toàn thân khoát nước, như là kim cương làm thành người, Lập lòe phát sáng. Ông Nguyên lại thở dài. Thời tình nháo mệt mỏi, ngồi tại bên người nàng không xương cốt tựa như dựa vào. Coi như dùng không có chút nào hình tượng tư thế, nàng trên người vẫn không có một chút thịt dư. Tiểu Nguyên, thật nhàm chán A. À. Ông Nguyên trấn an sờ sờ nàng đầu nhỏ dưa, qua loa. Ngươi có thể chơi A thịnh. Thời tình không nói gì nhìn về phía một bên đứng A thịnh, này người lại cao lại tráng, cơ bắp sôi sụp làn da phơi thành tiểu mạch sắc, còn có không ít vụn vặt vết sẹo. Như là điện ảnh bên trong động tác minh tinh. Như quả nàng là cái thẳng nữ, làm không tốt còn sẽ động tâm. Nhưng thời tình công đến như cái nhan mũi, chỉ liếc liếc mắt một cái liền không có hứng thú dời tầm mắt. Thẩm tuần đi đến một nửa, bỗng nhiên bị người ngăn lại đi đường. Hắn tâm tình không là thực hảo nhíu mày, xem trước mắt nữ nhân. Có sự. Nữ nhân dơ lên cái cằm, thái độ cao ngạo. Ta gia lão bản nghĩ thỉnh các ngươi đi ngồi một chút. Này cái, các ngươi, đương nhiên cũng bao quát hắn phía sau trì điện. Thẩm Tuần hừ lạnh một tiếng, không đợi nói chuyện, phía sau duỗi ra một cái tay. Trì điện thần sắc cũng rất kém cỏi, có thể thấy được vừa rồi hai người nháo đắc không vui sướng. Hắn một phát bắt được nữ nhân cánh tay, không thấy như thế nào động tác, kia nữ nhân liền kêu thảm bị hắn đem cánh tay xoay đến sau lưng hắn thần sắc băng lãnh, hiển nhiên này nữ nhân đụng vào họng súng bên trên. Lăng. Ông Nguyên nhàn nhàn ngồi tại bãi cắt ghế dựa bên trên, không có đứng dậy ý tứ. Trì điện chiến đấu lực, đối phó bình thường người dư xài. Nói đến, này cái thế giới tự hồ không tồn tại, không thể đánh nữ nhân, cách nói, nhưng thực hiển nhiên, nam tính đối nữ tính bạo lực muốn so nguyên thế giới một chút nhiều. Dù sao cũng là mấy ngàn năm bất tri bất giác mẫu hệ xã hội tư tưởng, nhưng ngẫm lại ngược lại là đỉnh châm chọc. Xung quanh si mê ánh mắt đều thay đổi, rất nhiều người tại trì điện toàn thân hơi lạnh uy áp hạ cúi đầu xuống. Trì điện đi đến ôn nguyên ngồi xuống bên người, mới vừa rồi còn cùng hắn không hợp nhau thẩm tuần nhận hắn tình, này sẽ cũng nhăn nhăn nhó nhó ngồi tại hắn bên cạnh. Ôn nguyên trực tiếp tiện tay cầm qua một bình rượu uống vào mấy ngụm, dư quan xem đến bị trì điện ngã qua một bên nữ nhân lão đảo chạy về bể bơi đối diện nghỉ ngơi khu kia bên trong liền là vừa rồi đi vào kia một nhóm người. Cách kính râm, ông Nguyên có thể cảm giác được đối phương ánh mắt tại chính mình trên người. Này cũng là có thể lý giải, ông Nguyên dừng dừng một cái, tiếp tục dùng rượu giải khác. Trì điện cùng thẩm tuần, luận ngoại biểu, vô luận cái nào lấy ra tới đều có thể miễu sát chỉnh cái bể bơi khu mẫu nam. Huống chi bọn họ trên người không có này loại du hoặc tục diễm khí chất, liền càng thêm hấp dẫn người đối diện nữ nhân tự hồ cũng là như vậy nghĩ, nàng đại khái hay là không muốn từ bỏ này hai cái cực phẩm, rốt cuộc còn là phái người lại đây. Này lần liền chính kinh nhiều, là cái vệ sĩ. Theo thân phận thượng liền có thể nhìn ra thái độ thận trọng không ít. Này lần vệ sĩ trực tiếp đứng tại ôn nguyên trước mặt, hơi hơi không người. Nữ sĩ, vừa rồi đường đột. Hắn cung cung kính kính thấp đầu. Chúng ta lão bản rất xin lỗi, nghĩ mời ngài ăn một bữa cơm bồi tội. Thẩm tuần cười nhạo ra thanh, lười biến tựa tại bãi các ghế dựa bên trên, hảo xem cơ bụng triển khai. Đại gia lại không phải người ngu, bụng bên trong kia điểm tính kế, ai không biết ai vậy. Vệ sĩ đầu thấp hơn. Thực sự xin lỗi, lão bản nàng. Trì điện tự hồ còn không có nguôi giận, cánh tay dài dững dưng thả lỏng, hướng ôn nguyên phía sau thành ghế bên trên một đáp cúi đầu xuống tại ôn nguyên gương mặt bên trên bá hôn một cái. Này thanh âm thanh thúy, ôn nguyên kém chút cho là chính mình mặt bên trên rút cái hỏa bình. Nàng một mặt mộng nhiên xem trì điện, không phản ứng lại đây hắn như thế nào như vậy nhiệt tình. Không. Cùng với nói là nhiệt tình, không bằng nói là táo bạo. Chẳng lẽ là... Đại di phu tới. Trì điện dương mắt, màu đen tóc ngắn bị nước ướt nhẹp, có loại không hiểu dụ hoặc cảm giác nhưng hắn biểu tình nhưng không có chút nào ý ý, sắc mặt rất hôi thối đối vệ sĩ nói. Xem rõ chưa? Còn hiểu lầm sao? Ông Nguyên Trấn An vỗ vỗ hắn tay, lập tức ngẩng đầu, ngữ khí bình tĩnh. Bồi tội chưa nói tới, kết giao bằng hữu có thể. Nhưng như quả ngươi lão bản có khác ý tưởng. Nàng xem vệ sĩ, nhàn nhạt nói mấy chữ. Bọn họ đều là ta người. Rõ ràng là đơn giản mấy chữ, trì điện lại bỗng nhiên cúi đầu xuống. Mà thẩm tuần cũng nhìn sang một bên, che giấu tằng hắn một cái. Chỉ có thời tình ghét bỏ trên dưới đánh giá vệ sĩ một lần. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, chúng ta là trụ tầng cao nhất, tiêu suy nghĩ cái gì đâu. Vệ sĩ cười làm lành. Thật không có khác ý tứ, ta đây trở về cùng lão bản nói tiếng. Hắn mặc dù là trả lời thời tình, nhưng ánh mắt lại xem ôn nguyên. Đắc nàng gật đầu, mới liên tục không ngừng rời đi người vừa đi thời tình nháy mắt bên trong trở mặt nũng nịu ôm ôm nguyên ai nha nhân gia là tiểu nguyên người vừa giận đai lần người có bệnh a một nam hài tử có thể hay không rụt rè điểm tùy tiện thân nhân trì điện làm nàng không tồn tại chỉ chốc lát khi nhóm người liền rời đi đại khái là xem đến hai cái không có cách nào đắc thủ mỹ nam mất đi hào hứng khi cái nữ nhân cho tới bây giờ đến đi, đều không hướng này một bên tới qua. Ngược lại là người hộ vệ kia một mực cung kính đi đến ôn nguyên bên cạnh, hướng nàng cuối người. Nữ sĩ, 7 giờ rưỡi tối, lão bản mời ngài đến mây đỉnh sảnh dự tiệc. Thẩm tuần vô ý thức hỏi. Cái bao xương nào? Vệ sĩ tươi cười không thay đổi. Không có bao xương, lão bản đặt bao hết. Ông Nguyên như có điều suy nghĩ xem vệ sĩ, lập tức gật gật đầu biết. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm tuần. Ta chỉ là hướng hắn giảng thuật một chút ôn nguyên tại Hải Thành Phong lưu nợ, buông tay. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 90 Người mua đúng là ta chính mình. Nam nhân không cố gắng tiến tới là phải lập gia đình. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Mây đỉnh sảnh, tên như ý nghĩa là tại chỉnh con thuyền cao nhất chỗ đương nhiên cùng ôn nguyên sở tại khu dừng chân bất đồng nó vị trí tại thuyền một bên khác cùng ôn nguyên sở tại vip khoang thuyền khu xa nhìn nhau từ xa nhưng nói là cao nhất kỳ thật cũng không phải trước cuộc mỹ mộng hoa viên hào nhất đại đặc sắc liền là nó ngắm cảnh khoang thuyền ngắm cảnh khoang thuyền liền tại mây đỉnh sảnh mặt bên trên nó quải tại cánh tay treo bên trên mà bình thường cánh tay treo thu hồi chờ có khách nhân ngắm cảnh lúc, cánh tay treo dâng lên, ngắm cảnh khoang thuyền liền thành chỉnh cái mỹ mộng hoa viên hào điểm cao, đủ để quan sát chỉnh cái tàu biển chở khách chạy định kỳ cùng mênh mông mặt biển. Ông Nguyên mặt vào một thân ám hồng như máu tơ chất váy dài, đi lại gian có loại yêu diễm phiêu giật. Như vậy đại mây đỉnh sảnh trừ đã sớm chờ nữ người cùng nàng vệ sĩ nhóm, không có một ai. Ngay cả bình thường dùng bàn ăn ghế sofa chờ đều bị thu vào, chỉ có chính giữa kiểu dáng châu âu truyền thống bàn dài đốt ngọn nến bày biện hoa tươi chờ đợi khách quý đã đến nữ nhân xem đến lẽ loi một mình ôn nguyên hiển nhiên có chút ngoài ý muốn theo lý thuyết bọn họ này loại thân phận người đi đến đâu không nói mang mấy cái vệ sĩ chí ít cũng có người hầu tùy tùng hoặc giả tình nhân ôn nguyên như không có việc gì đi đến bàn phía trước anh tuấn cao lớn người hầu cung kính kéo ra cái ghế vừa mới ngồi xuống đối diện nữ nhân liền khẽ gật đầu. Ông tiểu thư. Một buổi chiều, nữ nhân chỉ thu hoạch đến nàng cơ bản tin tức. Nhưng dùng để xả giao, cũng đủ rồi. Ông Nguyên gật đầu, mỉm cười. Lãng nữ sĩ. Nàng đương nhiên cũng làm điểm tiểu công khóa, bất quá không là thông qua mạng lưới, mà là quản gia. Hai cái người chào hỏi sau, chủ bếp liền bắt đầu mang thức ăn lên. Ông Nguyên không có chủ động mở miệng dục vọng, lãng cũng không nói chuyện nhất thời chi gian thế nhưng chỉ có phòng ăn âm nhạc nhàn nhạc chảy xuôi gia tộc thông gia hiu lãng ngữ khí nhàn nhạc tại giao nỉa cùng đĩa hơi bính tế tiểu thanh âm bên trong mở miệng tin tưởng ta ta trải qua quá này cái một bắt đầu ngươi sẽ cảm thấy hắn kiêu căng vô cùng đáng yêu thời gian dài sẽ chỉ phiền chán nàng khóe miệng nâng lên một cái nhàn nhạt tươi cười nam nhân hừ lãng tuổi tác tại 45 tả hữu, xem tới trẻ tuổi lúc cũng trải qua quá hôn nhân bộ dáng. Nàng hiển nhiên cũng biết trì điện cùng thời tình thân phận, lại nhìn hai người cử chỉ thân mật, một cách tự nhiên cảm thấy này là một trận thông gia. Ôn Nguyên không trả lời ngay, nàng ưu nhã uống một ngụm rượu đỏ, mới nói câu. Ta đã bắt đầu bối rối. Lãng nâng lên đầu, tìm kiếm nhìn về phía nàng, lập tức mỉm cười. Ngươi là may mắn nữ hài. Nàng ý có điều chỉ. Kia là ngươi. Bác sĩ. Ông Nguyên biết nàng nói là thẩm tuần, lễ phép hồi lấy mỉm cười, lập tức khẽ thở dài một cái. Lãng có điểm nhìn có chút hả hê xem nàng, hài hước lộ ra một cái người từng trải tươi cười. Đoán được, ngươi kia hai chỉ mèo con đều có điểm tính tình. Muốn không là bọn họ hai người tại bể bơi bên trong gây ra chút động tĩnh, nàng cũng không phát hiện này hai cái vư vật. Ông Nguyên giống như bực bội hướng ghế bên trên nhíp lại gần. Ta đã xem chán tóc đen mắt đen. Nghe này câu nói, lãng như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái, nâng chén đặt tại bên môi, hỏi: vậy ngươi thích cái gì dạng? Ông Nguyên dừng một chút, không biết như thế nào đầu óc bên trong nhớ tới con thỏ thiếu niên, thuận miệng trả lời: tóc vàng mắt xanh. Thật là truyền thống lựa chọn. Lãng lập tức cười ra thanh, nàng không lại tiếp tục này đề tài mà là trò chuyện khởi mặt khác lãng là bạch tường vi quốc người đối phía đông văn hóa phi thường cảm thấy hứng thú ôn nguyên cũng có ý duy trì chủ đề hai cái người trò chuyện vui vẻ đương nhiên ôn nguyên biết này loại cảm thấy hứng thú cũng bao quát tóc đen mắt đen nam nhân cái này là quản gia trợ giúp hắn dùng không thể biết thủ đoạn hướng dẫn lãng đi tới bể bơi khu xem đến trì điện cùng thẩm tuần này mới khiến ôn nguyên cùng nàng sản sinh gặp nhau không biết nói là ôn nguyên phá lệ hợp lãng mắt duyên, còn là thông qua này cái sắp gia tộc thông gia, hoàng khố, xem đến đã từng chính mình, kế tiếp nói chuyện phím trở nên phi thường hòa hợp vui sướng. Gần hai cái giờ tiệc tối kết thúc, lãng vẫn chưa thỏa mãn. Cùng xúc tiếng dopamine bài tiết, nàng xem ra thật vui sướng. Nàng lay động một cái chén rượu trong tay, thần thái buông lỏng xem ôn nguyên. Cũng hứa ta có biện pháp giúp ngươi giải mộng. Nhưng là ngươi đắc chính mình giấu giếm được nhà bên trong cái kia. Này lời nói nói đến không đầu không đuôi, ông Nguyên có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn nàng. Cái gì? Lãng nhếch lên khóe miệng che đậy tại cái ly sau, hàm hồ nói một câu. Mang ngươi đi một nơi. Nói xong, nàng đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Nàng nói đi một nơi, liền là ngắm cảnh khoang thuyền. Ông Nguyên thần sắc bình tĩnh tại bên người nàng dọc theo thủy tinh đường dành cho người đi bộ đi lại, lãng xem nàng bộ dáng nhìn không trụ cười khẽ hài tử muốn không là ta không có nhi tử cũng muốn để ngươi làm ta nhi tức tướng mạo liền không nói nàng có thể cùng ngươi hòa hợp trò chuyện nhưng lại không hèn mọn lấy lòng mà này loại thỉnh thoảng toát ra lạnh lùng bá đạo lại gãi đúng chỗ ngứa không khiến người ta phiền chán ngược lại sẽ khiến người thưởng thức ông nguyên bật cười xác định sao ta này dạng có mới nới của nữ nhân cũng sẽ không làm ngươi nhi tử hạnh phúc a à. lãng ha ha cười to quên đi thôi tại ngươi này cái tuổi tác ta so ngươi còn điên nói chuyện hai người liền đến ngắm cảnh khoan thuyền cửa ra vào người hầu tất cung tất kính đánh mở cửa ôn nguyên bất động thanh sắc xem bên trong bốn cái người mấy cái người đối người mới tiến vào thờ ơ chỉ có một cái dương mắt liếc nhìn ôn nguyên hai người xem đến lãng nháy mắt bên trong lộ ra cái ngầm hiểu tươi cười. Ta cho là ngươi không tốt này khẩu. Sách, vốn dĩ không này cái tính toán. Lãng không để ý trả lời, mang ôn nguyên ngồi xuống. Hết lần này tới lần khác hôm nay câu lên hỏa. Nàng dương mắt, trêu tức xem ôn nguyên cười một tiếng, hiển nhiên, kia hỏa chỉ liền là trì điện cùng thẩm tuần. Ôn nguyên quyết miệng, làm cái làm quái vẻ mặt vô tội, dẫn tới lãng vừa cười lên tới khi người lại nhìn về phía ôn nguyên ra vẻ kinh ngạc trêu chọc người dạng này nữ hài ngoắc ngoắc ngón tay liền có vô số tiểu nam hài nhào tới đi lãng hoành khi người liếc mắt một cái đông phương gia tộc thực truyền thống lại nói này đáng thương hài tử vị hôn phu nàng nhíu nhíu mày biểu môi đây chính là cái mảnh thú khi người cười lên tới a à, ta nghĩ chúng ta đều biết pháp định bạn lữ cái này đồ chơi có nhiều đáng sợ Ông nguyên cùng cười cười, trong lòng lại đại khái rõ ràng, này ước chừng liền là giao dịch sân khấu. Chỉ là, nàng ánh mắt không lộ ra dấu vết đảo qua mấy cái người, không biết nói cái nào mới thật sự là người bán. Chính suy nghĩ, bỗng nhiên lầu bên dưới khu giải trí kính ca nhiệt vũ ngừng, đổi thành thư giãn khúc dương cầm. Ôn nguyên tâm lý nắm chắc, mặc dù biểu diễn là 24 giờ, nhưng mỗi đến đêm bên trong 10 giờ, liền sẽ bắt đầu này đó so an tĩnh biểu diễn, để tránh quấy rầy hành khách nghỉ ngơi liền tại này lúc ngắm cảnh khoang thuyền theo cánh tay treo dốc lên chậm rãi lên tới giữa không trung ngắm cảnh khoang thuyền cùng cánh tay treo liên tiếp loại tựa như đà loa nghi nguyên lý cho nên mặc kệ cánh tay treo góc độ như thế nào nó cũng không sẽ lật đổ từ nơi này quan sát bóng đêm đen nhánh biến lớn xa xôi tái nhật mặt trăng lấy cùng thân thuyền vạch phá mặt biển lưu lại bọc biển tạo thành một bộ hắc ám bức tranh mà này đêm tối bên trong, cự luôn như là thôi sáng lại hư miễu trân châu. Mỹ mộng hoa viên, cự như là này phiến cực đêm bên trong tươi đẹp hư ảo mộng cảnh, vô số người tại này ngợp trong vàng son địa phương túy sinh mộng tử. Thật là không có gì thích hợp bằng tên. Ngắm cảnh khoan thuyền đã đến cao nhất điểm. Ông Nguyên nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên trầm thấp nam thanh vang lên. Tôn quý khách nhân nhóm, hoan nghênh tới cho tới hôm nay, nửa đêm phi hành ôn nguyên quay đầu, liền thấy vừa rồi vì nàng nhóm mở cửa nhân viên phục vụ cười hít mắt đứng tại chính giữa, thân sĩ cuối người. Nhân viên phục vụ có gương mặt tươi cười, nhưng tử tế xem, có thể phát hiện biểu tình hơi có cứng nhắc, nhìn lên tới, là đeo mô phỏng chân thật Silic lít. Kèo. Mặt nạ. Cùng điện ảnh bên trong này loại cướp ngân hàng giá rẻ hàng không giống nhau, muốn không là ôn nguyên nhìn rõ lực qua người, chỉ sợ đều nhìn không ra này là giả thật là đáng sợ công nghệ. Kế tiếp, thỉnh chư vị lựa chọn đặc biệt thích. Nhân viên phục vụ mang theo bao tay trắng, tao nhã lễ phép lấy ra mấy cái siêu mỏng mini máy tính bản, lần lượt đưa cho khách hàng nhóm. Ông Nguyên tiếp nhận, y theo chính mình nhân thiết, tại màu tóc cùng màu mắt thượng tuyển màu sáng, lại tại tế trong cổ tuyển tóc vàng mắt xanh. Thân cao. Nàng nghĩ nghĩ, rốt cuộc tại phạm vi bên trong tuyển 175. 195, xem đến còn có 150. Lựa chọn, ôn nguyên mí mắt kéo ra. Cái này hiển nhiên là cho luyện đồng thuật sư chuẩn bị, xem liền phạm cách ứng. Các loại lựa chọn thập phần tỉ mỉ, ôn nguyên toàn chọn xong đã là 10 phút sau. Nàng nhỏ không thể thấy nhíu nhíu mày, này hàng hóa tổng lượng đắt đầy đủ đến cái gì trình độ, mới có thể chèo chống như vậy tỉ mỉ lựa chọn. Các chủng loại hình, các loại kiểu dáng, quả thực như là vào thị trường tự do. Ông Nguyên suy tư điểm đưa ra, lập tức màn hình bên trên xuất hiện hình ảnh. Khi là từng trương thẻ ốc tựa như là chơi đùa lúc lựa chọn nhân vật giao diện. Chỉ bất quá này giao diện bên trên nhân vật là một đám người sống sờ sờ. Ông Nguyên bị này thành thục sản nghiệp kỹ thuật duy trì kinh ngạc đến ngay người, ngón tay dừng một chút. Tương đối an ủi là, xem thẻ ốc góc trên bên phải số lượng, chỉ có bốn cái người nhưng lập tức ôn nguyên lại nghĩ tới nhìn lên tới bốn người không nhiều nhưng đều là hạn chế tại nàng điều kiện bên trong thay đổi một cái lựa chọn sẽ xuất hiện bất đồng lựa chọn xem tới người sổ còn là thực khổng lồ nàng cắn môi một cái xem tấm thứ nhất đồ tóc vàng thiếu niên phải trượt hoán đổi tấm thứ hai ảnh chụp lại là màu xám hình ảnh bị đỏ tươi bán hết che lại còn thật làm cho như là hàng hóa đồng dạng Ông Nguyên nắm bắt máy tính bản tay nắm thật chặt hướng sau phiên kết quả cái thứ ba cũng đồng dạng hạ giá một bên lãng chú ý đến này một bên lộ ra sói Hữu tươi cười xem tới một số người không may mắn a à. ông Nguyên phối hợp thở dài ta yêu thích quả nhiên quá truyền thống cùng này cái truy tìm kích thích niên đại cách cách không vào người hầu chú ý đến này một bên đúng lúc mở miệng ấy nấy xin lỗi dù sao cũng là tại tàu biển chở khách chạy định kỳ thường. Hàng hóa có hạn, lại tiêu quá hảo. Này còn gọi có hạn. Ôn Nguyên bất động thanh sắc, nhưng trong lòng phát lạnh. Lãng xem Ôn Nguyên thất vọng bộ dáng, cười khẽ. Này không là còn có một cái sao. Vạn nhất là ngươi trong lòng thiên sứ đâu. Ôn Nguyên giống như miễn cưỡng gật gật đầu, tại nàng nhìn chăm chú ngón tay hoạt động, lật đến trang cuối cùng, nháy mắt bên trong định trụ. Lãng hơi hơi mở to mắt, tán thưởng. "Hoa a, à, này cái không sai." Nàng xem sửng sốt Ôn Nguyên, nhẹ nhàng đụng vào nàng bả vai, cười. "Ta liền nói đi, đương nhiên không tệ." Ôn Nguyên mặt không biểu tình xem ảnh chụp bên trong người. "Này không phải là con thỏ sao?" Tác giả có lời muốn nói. "Con thỏ?" Vô ý xa lưới. "Bạn thích bộ truyện này?" yêu cầu làm chuyện và ủng hộ ở mô tả video.